Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 139. Thật ra hắn cũng có chút không chắc, dù sao cô gái kia vừa nhìn cũng biết là phàm kiếm, hắn không biết bản thân có thể hấp thu được phàm kiếm hay không. May mà hấp thu được. Có lẽ cũng bởi vì hắn đã là phàm cảnh, nếu không chiêu kiếm này chắc chắn sẽ lấy mạng được hắn. Thấy kiếm của mình bị hấp thu, cô gái váy bố kia lùi vào giữa tinh không, nàng ta quan sát Diệp Huyên một lúc. Lông mày hơi cao lại, trong mắt ánh lên một tia nghi hoặc. Lúc này, thần ngôn sư bỗng nói, kiếm thất cô nương, không cần lo tên mang ách thể này, trước tiên cô giải quyết giúp đứa nhóc màu trắng kia đã. Cô gái váy bố tên kiếm thất quay sang nhìn nhóc màu trắng, một khắc sau, nàng ta biến mất tại chỗ, một luồng kiếm quang trực chỉ đến chỗ nhóc màu trắng. Thấy cảnh này, sắc mặt của Diệp Huyên hơi thay đổi, hắn vọt thẳng đến trước mặt nhóc màu trắng để đỡ lấy chiêu kiếm này. Diệp Huyên lại lần nữa hấp thụ luồng kiếm quang này. Kiếm thất lần thứ hai lui về chỗ cũ. Nàng ta nhìn Diệp Huyên, trong ánh mắt tràn ngập vẻ nghi hoặc. Lúc này, Mục Thiên ở phía xa bỗng nói, kiếm thất cô nương, thể chất người này đặc biệt, có thể hấp thu được kiếm. Có thể hấp thu được kiếm. Kiếm thất đánh giá Diệp Huyên một chút, khắc sau, nàng ta lại biến mất tại chỗ. Ở phía dưới. Diệp Huyên không tránh không né, để mặc cô gái kia đâm kiếm về phía mình. Nhưng ngay lúc kiếm gần đâm vào người hắn, thanh kiếm trong tay cô gái chợt biến mất, thay vào đó kiếm thất cuộn chặt tay lại, nện lên ngực hắn một đấm. Cả người Diệp Huyên liền bị đánh bay ra ngoài hơn mấy nghìn trượng, khiến không gian nơi đó vỡ nát be bét. Không gian bị phá vỡ, Diệp Huyên có chút ngớ người, mẹ nó, người này là kiếm võ song tu. Diệp Huyên không nghĩ nhiều nữa, vội đứng thẳng dậy, may mà huyết mạch bất tử và thân thể của hắn mạnh mẽ, nếu không vừa nãy chắc hắn đã xanh cỏ rồi. Sau khi đấm bay Diệp Huyên, cô gái liền bay thẳng đến chém một kiếm vào nhóc màu trắng vẫn còn đang triệu hoán người tới. Nhóc màu trắng đọc chú rất nghiêm túc, cũng không biết nhóc đang gọi người ở phương nào đến. Mà khi thấy chiêu kiếm đó chém về phía mình, nhóc mở to mắt nhìn. Sau đó vội vàng lấy ra một tấm khiến nát xưa cũ tử trong nhẫn chứa đổ ra, sau đó vội đặt khiên xuống chắn trước người mình. Chiêu kiếm của cô gái chém thẳng lên trên tấm khiên nát, tấm khiên rung lên kịch liệt, nhóc màu trắng không thèm quan tâm, nhưng cô gái kia đã bị chấn bay ra ngoài hơn nghìn trượng. Sau khi cô gái dừng lại được, nàng ta liền nhìn cánh tay phải của mình, thế mà tay của nàng đã bị rạn nứt. Cô gái nhìn tấm khiên của nhóc màu trắng. Trong mắt tràn ngập vẻ khó tin, bởi vì sức mạnh trong chiêu kiếm vừa rồi đã bị dội ngược lại hết lên người nàng ta. Đây là khiên gì vậy? Sau khi đẩy lùi được cô gái kia, nhóc màu trắng tiếp tục công cuộc triệu hoán. Có vẻ nhóc gọi hơi nhiều người. Mà thần ngôn sư ở trên trời cũng không nhàn rỗi, ông ta cũng đang gọi người. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện trước mặt nhóc màu trắng, hắn nhìn tấm khiên nát kia. Cuống họng nuốt lên xuống, bạch, cho ta mượn cái này một chút được không? Nhóc màu trắng nhìn về phía Diệp Huyên, có hơi do dự. Diệp Huyên liền lấy một sâu kẹo hồ lô ra đưa cho nhóc. Thế là nhóc màu trắng không do dự nữa, liền ném tấm khiên kia qua cho Diệp Huyên. Diệp Huyên có chút hưng phấn cầm lấy tấm khiên, trong tích tắc cầm khiên lên, hắn liền cảm nhận được một luồng sức mạnh thần bí. Sức mạnh đến từ tấm khiên cổ. Diệp Huyên xòe tay phải ra, kiếm linh xuất hiện trong tay hắn, hắn nhìn cô gái váy bố rồi cười ha ha, chiến thôi. Nói rồi, hắn bay thẳng về phía kiếm thất. Kiếm trong tay kiếm thất bỗng tan biến, nàng ta biết, đối phó với tên này không thể dùng kiếm được. Kiếm thất đấm một quyền, kèm theo đó là ánh sáng sắc lẻm nương trên đầu tay. Trong nháy mắt khi cú đấm được tung ra, Diệp Huyên liền dùng tấm khiên che ở trước mặt. Khi quyền mang nổ tung, kiếm thất liền bị chấn bay ra ngoài mấy nghìn trượng, không gian nơi nàng ta bị hất qua lần lượt nứt toác rồi đổ nát. Diệp Huyên có hơi bối rối. Kinh khủng đến vậy à? Diệp Huyên nhìn tấm khiên cổ trong tay mình, trong lòng thầm thấy kinh ngạc không thôi. Đây chính là người bảo vệ vũ trụ đó. Bị tấm khiên này đánh bại ư? Đây là thứ đồ chơi nghịch thiên gì vậy? Kiếm thất ở phía xa bị đánh bay cũng thấy ngơ ngác. Rốt cuộc nàng ta đã gặp phải thứ biến thái gì vậy?
tên này đã hấp thu được kiếm, mà hắn còn có tấm khiên cổ quái lạ kia nữa. Đánh thế nào giờ? Lúc này kiếm thất bỗng thấy hơi ấm ức. Nhưng đúng lúc này, thần ngôn sư đột nhiên nhìn mục tiểu đao ở phía dưới, mục cô nương, các cô đổi đối thủ cho nhau đi. Đối thủ của mục tiểu đao chính là đồ. Nghe thần ngôn sư nói vậy, mục tiểu đao liền vọt thẳng đến Diệp Huyên ở phía xa, ả ta muốn đánh Diệp Huyên từ lâu rồi. Mà kiếm thất thì lao qua bên đồ. Hai người đều là kiếm tu hàng đầu, vừa giao thủ đã tung tóe kiếm quang, vô cùng kịch liệt. Mà khi mục tiểu đao lao về phía Diệp Huyên, một thanh phi đao đã đâm đến trước, Diệp Huyên không hề thấy áp lực, chỉ hô tấm khiên sang đỡ. Thanh phi đao liền bị đẩy lùi, đồng thời còn phóng ngược về mục tiểu đao với một tốc độ vô cùng khủng khiếp. Mục tiểu đao trừng mắt nhìn, ả ta vội xòe tay ra, một thanh phi đao khác xuất hiện. Hai thanh phi đao vừa va vào nhau đã lập tức nổ tung, hóa thành hư vô. Thấy cảnh này, trong lòng mục tiểu đao vô cùng khiếp sợ, ả ta nhìn cái khiên nát trong tay Diệp Huyên, tấm khiên đó là gì vậy? Diệp Huyên lắc đầu, cười hì hì, đoán đi. Mục tiểu đao do dự một lúc rồi nói, có thể cho ta mượn được không? Ta chắc chắn sẽ trả, ta xin thề với danh dự của mình. Diệp Huyên gào lên, người có danh dự cái đếch ấy. Đồ phụ nữ bụng dạ xấu xa. Nói xong, hắn liền vọt đến chỗ mục tiểu đao. Mục tiểu đao. Một bên khác, không gian phía sau thần ngôn sư đột nhiên rung lên kịch liệt, chẳng mấy chốc, vô số khí tức mạnh mẽ đột nhiên truyền đến từ vùng không gian bên kia. Cùng lúc ấy, tinh không bốn phía cũng đua nhau rung lắc, như có thể gì đó đang chấn động không ngừng. Có sinh linh mạnh mẽ đang đến gần vùng tinh vực này. Thần ngôn sư nhìn nhóc màu trắng ở phía dưới, cười gằn, người của ta đến rồi. Của ngươi đâu? Muốn so người. Chư thiên vạn giới này, ai có thể so qua thần đình vũ trụ? Ở phía dưới, nhóc màu trắng ngừng lại. Trong tinh không, một loạt cường giả bí ẩn mặc áo bào trắng bước ra từ phía sau thần ngôn sư. Nhóm cường giả áo trắng này có tổng cộng 28 người, đều đeo mặt nạ màu đen, không thể thấy được dung mạo thật sự, mà trong tay bọn họ đều cầm một bánh đà hình tròn. Theo sự xuất hiện của 28 người này, thần ngôn sư bỗng thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Thần đình vũ trụ rất lớn, cũng rất thần bí. Thần bí tới mức nào? Có thể nói, cho dù là thần ngôn sư ông ta cũng không biết rốt cuộc thần đình vũ trụ mạnh đến đâu. Và trong thần đình vũ trụ rốt cuộc có bao nhiêu điện, ông ta cũng không biết nốt. Bởi vì bình thường ai nấy đều quản lý chức vụ của riêng mình, tinh vực phụ trách cũng khác nhau, bởi vậy có rất nhiều điện còn không biết nhau nữa là. Như ngôn điện của bọn họ, trước giờ chỉ phụ trách nghiên cứu cổ pháp cùng pháp thuật, những chuyện khác, họ rất ít khi nhúng tay vào. Mà lần này bọn họ đến lùng bắt tội nhân ách thể là do phụng lệnh của thần huyền điện. Mà 28 người trước mắt này đều đến từ thần huyền điện. Ông ta cũng không biết rõ về thần huyền điện này lắm, chỉ biết rằng thần huyền điện là cấp trên của ngôn điện mà thôi. Khi 28 người này xuất hiện, sắc mặt Đông Lý Chiến ở phía dưới liền trầm xuống. Thần đình vũ trụ này lại phái cường giả đến. Hơn nữa những người thần bí mặc áo trắng này đều đã vượt quá cảnh giới thiên vị cảnh. Thần đình vũ trụ còn mạnh mẽ hơn so với dự liệu của ông ta. Lúc này, một cường giả áo trắng dẫn đầu đột nhiên mở mặt nạ ra, đằng sau là một gương mặt già nua. Điện chủ Lâm Thương của thần huyền điện. Ánh mắt của Lâm Thương liền rơi vào trên người nhóc màu trắng, lúc thấy đứa nhóc này, trong mắt lão ánh lên tia thất vọng, chỉ là một sợi phân thân thôi. Tiếc quá! Nếu đây là bản thể, mà thần đình vũ trụ lại khống chế được thì là chuyện tốt đến nhường nào chứ? Linh tổ. Đến nay, dù thần đình vũ trụ có linh điện, nhưng lại không hề có một linh tổ nào. Tác dụng của một linh tổ thật sự rất rất to lớn. Phía dưới, nhóc màu trắng đã triệu hoán xong, nhóc lấy một sâu kẹo ra tiếp tục liếm. Lần này triệu hoán hơi nhiều, làm xong mệt lắm, phải bồi bổ thôi. Lâm Thương lại lắc đầu lần nữa, đáng tiếc. Nếu linh tổ trước mắt này là bản thể, thì cho dù có phải trả giá bao nhiêu đi nữa, lão cũng sẽ mang về cho thần đình vũ trụ. Đáng tiếc là không phải. Nhưng không sao, có phân thân nghĩa là có bản thể, đợi sau khi chuyện này kết thúc, với thực lực của thần đình vũ trụ,
muốn tìm ra bản thể của linh tổ này cũng không phải việc gì khó khăn. Lâm Thương nhìn về phía Diệp Huyên ở cách đấy không xa, lúc này Diệp Huyên vẫn còn đang đánh nhau với Mục Tiểu Đao. Lúc này đây, Mục Tiểu Đao vừa đánh vừa bực mình không thôi, bởi vì sau khi Diệp Huyên có được tấm khiến nát kia, ả ta căn bản không làm gì được hắn. Tấm khiên này có thể dội ngược 100% đòn tấn công của kẻ địch. Thế thì sao mà chơi được nữa? Có điều Diệp Huyên cũng không làm gì được ả cả. Hai bên đánh nhau có chút chật vật. Lúc này, Lâm Thương đột nhiên nói, giết. Vừa dứt lời, một cường giả áo bào trắng sau lưng lão bỗng bước ra trước, một khắc sau, bánh đà trong tay gã liền bay ra. Vèo. Xung quanh bỗng vang lên một âm thanh xé nát vô cùng chói tai. Phía xa xa, sắc mặt Diệp Huyên bỗng thay đổi, hắn nhanh chóng xoay người, nâng tấm khiên lên trên đầu. Ầm. Bánh đà kia liền bị đánh bay, đồng thời còn dội ngược về tên vừa mới ra tay kia với tốc độ vô cùng khủng khiếp. Cường giả áo bào trắng kia hơi ngẩn người, gã không ngờ tấm khiên của Diệp Huyên lại khủng bố đến vậy. Đúng lúc này, Lâm Thương đột nhiên đưa tay phải lên áp về phía trước, bánh đà kia lập tức bị ép dừng lại trước mặt lão chừng một trượng. Lâm Thương nhìn Diệp Huyên ở phía xa, lão chỉ nhẹ nhàng chạm vào bánh đà kia. Ầm. Không gian trước mặt Diệp Huyên đột nhiên bị tiêu diệt, Diệp Huyên liền tái mặt, lập tức giơ khiên đỡ lên trên đỉnh đầu. Ầm. Một tiếng vang nổ lên, Diệp Huyên chợt lùi ra ngoài hơn nghìn trượng, không gian trước mặt Lâm Thương cũng bị phá nát vụn. Nhưng lại không làm lão bị thương được. Lâm Thương khẽ nhíu mày, tấm khiên cổ kia không phải hạng tầm thường đâu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Phía xa, sau khi Diệp Huyên dừng lại, sắc mặt hắn liền trầm xuống, bởi vì hắn phát hiện hình như sức mạnh thần bí trong tấm khiên này đã mất rồi. Mất rồi. Nếu không có loại sức mạnh thần bí kia, thì cũng có nghĩa rằng nó không thể phản lực được nữa. Diệp Huyên vội vàng chạy đến trước mặt nhóc màu trắng mở to mắt nhìn, sau đó nhẹ nhàng thổi một hơi tử khí vào. Ầm. Tấm khiên cổ này như được tái kích hoạt, trên mặt khiên bỗng tỏa ra một dòng lưu quang tối màu vô cùng thần bí, mà cỗ lực lượng bí ẩn khi trước cũng đã trở lại. Diệp Huyên trừng mắt nhìn, phải nạp năng lượng hả? Đứa nhóc gật đầu. Diệp Huyên có chút cạn lời, thì ra thứ này phải cần nạp thêm năng lượng. Nhưng cũng may, hắn cũng có tử khí. Phía chân trời, Lâm Thương nhìn về phía Diệp Huyên, cùng ra tay. Tất nhiên lão không định đấu tay đôi rồi. Đánh hội đồng mới là chân lý. Vừa dứt lời, Lâm Thương liền vọt về phía Diệp Huyên, phía sau gã là 27 cường giả trên thiên vị cảnh. Rõ ràng là muốn băm nát Diệp Huyên. Thấy 28 người này lao tới, sắc mặt Diệp Huyên chợt trở nên dữ tợn, hắn biết. Cho dù có thêm tấm khiên này hắn cũng không đánh lại được 28 người bọn họ. Phải biết rằng bên cạnh hắn còn có một Mục Tiểu Đao đang nhăm nhe cơ hội, bất cứ lúc này cũng có thể ra tay đánh lén. Nhưng cho dù đánh không lại thì cũng phải đánh. Diệp Huyên nắm thật chặt kiếm linh trong tay phải, định kích hoạt huyết mạch, mà đúng lúc này, nhóc màu trắng bên cạnh hắn đột nhiên dùng móng nhỏ đè hắn lại. Diệp Huyên quay đầu nhìn nhóc chỉ cười cười. Sau đó hô móng nhỏ chỉ về phía chân trời. Diệp Huyên ngẩng đầu, đúng lúc này, một bóng đen đột nhiên phóng lên trên trời. Ầm. Phía chân trời lập tức biến thành một màu đen kịt, mà Lâm Thương đang dẫn đầu xông lên liền bị một cổ sức mạnh cường đại ép dừng lại ngay tại chỗ. Trước mặt lão là một con trâu, nói đúng hơn là một con trâu khổng lồ có kích thước cơ thể gần bằng một ngọn núi nhỏ. Chính con trâu này đã chặn ngang lại Lâm Thương. Tiểu Ngưu là con yêu thú tu luyện bên trong tiểu tháp. Có điều những cường giả phía sau Lâm Thương không bị ngăn cản, họ vẫn đang xông đến chỗ Diệp Huyên, nhưng đúng lúc này, tinh không bốn phía chợt rung lên, một khắc sau, vô số tiếng gầm giận dữ liên tục vang lên khắp chân trời. Tiếng gầm phẫn nộ của yêu thú. Theo những tiếng gầm kia vang lên, không gian phía sau nhóc màu trắng đột nhiên nứt ra, một khắc sau, vô số yêu thú mạnh mẽ đột nhiên lao ra. Sau đó liền xông vào đánh đám cường giả thần huyền điện. Có rất nhiều yêu thú, phải đến mấy nghìn con đã lao ra, hơn nữa số lượng vẫn đang không ngừng tăng lên. Ầm ầm ầm. 27 cường giả siêu cấp lập tức bị đánh bay trong tình huống không kịp đề phòng.
Lúc này Thần Ngôn Sư cùng Lâm Thương thấy bối rối vô cùng. Lúc này đây, khắp tinh không đã có mấy vạn con yêu thú, loại nào cũng có, mà đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là đám yêu thú này thấp nhất cũng là thiên vị cảnh đỉnh cao. Chúng mọc từ đâu ra vậy? Đúng lúc này, đám yêu thú kia quay sang nhìn nhóc màu trắng, sau đó chúng đua nhau nằm xuống với thái độ thần phục tuyệt đối. Nhóc màu trắng nhếch miệng nở nụ cười, nhóc hơ móng nhỏ lên, những yêu thú kia mới chậm rãi đứng dậy, trong ánh nhìn của chúng với nhóc màu trắng tràn ngập sự kính nể, còn có cả hưng phấn nữa. Những yêu thú này ở đâu ra? Chúng là những yêu thú đã từng nhận được ân huệ của nhóc màu trắng. Nhóc màu trắng không có quá nhiều thiện cảm với nhân loại, nhưng với yêu thú thì nhóc thích lắm. Nhóc đi với người đàn ông áo xanh kia đến nhiều nơi như vậy, dọc đường gặp không biết bao nhiêu yêu thú, mà tử khí của nhóc lại là thứ có thể thay đổi vận mệnh của bất kỳ con yêu thú nào. Linh khí của linh tổ đấy. Bởi thế, khi nghe nhóc màu trắng triệu hoán, những con yêu thú này liền xé rách tinh vực vội vàng chạy đến. Thật ra vẫn còn một vài con yêu thú hùng mạnh khác đang trên đường đến đây. Lâm Thương kia nhìn chòng chọc vào linh tổ, đang định nói chuyện thì chợt, nhóc màu trắng vỗ móng một cái, phút chốc, tinh không bốn phía bỗng rung lên dữ dội, một khắc sau, vô số không gian bị vỡ ra, ngay sau đó, có vô vàn linh thể ùa ra. Toàn bộ đều là thiên địa chi linh, cả một rừng. Trong đó còn có một vài thiên đạo chi linh của các thế giới nữa. Những thiên đạo chi linh này đa phần đều từng nhận được ân huệ của nhóc, số còn lại thì là vì nghe được lời triệu hoán của linh tổ nên đã chạy đến. Linh tổ hiệu triệu. Không thể không đến. Chẳng mấy chốc, trong tinh không đã xuất hiện mấy trăm nghìn thiên địa chi linh, bọn họ vừa thấy nhóc màu trắng là ùa đến bên cạnh nhóc ngay, trông rất là thân mật. Ngoài ra bây giờ yêu thú cũng đã đủ trăm nghìn con. Thiên vị cảnh đỉnh cao chỉ có 36.000, còn lại thì đa số đều là thần vệ cảnh. Quan trọng nhất là vẫn đang còn vô vàn yêu thú khác chạy đến đây. Lần này, nhân số hai bên đã có sự nghịch chuyển lớn. Lâm Thương nhìn chằm chằm vào đám yêu thú cùng thiên địa chi linh kia, lão lấy thần lệnh ra rồi trầm giọng bảo, chúng ta phụng thần lệnh truy bắt tội nhân ách thể, các ngươi nếu dám giúp đỡ, sẽ đời đời bị thiên. Đúng lúc này, nhóc màu trắng ở phía dưới ăn xong kẹo hồ lô liền ném que không về phía Lâm Thương, sau đó nhóc hô hô móng nhỏ chỉ vào lão, cứ a a không biết đang nói gì. Chẳng mấy chốc, những yêu thú mạnh mẽ kia liền xông thẳng đến chỗ Lâm Thương. Cùng lúc đó, thiên địa chi linh ở bốn phía cũng dồn dập lao đến chỗ đám người Lâm Thương. Thần đình vũ trụ gì cơ? Bọn họ chả biết gì sất. Thần đình vũ trụ quá thần bí. Rất rất ít người biết đến bọn họ. Tất nhiên cho dù có biết cũng vô dụng thôi, sức hiệu triệu của linh tổ mà thua thần đình vũ trụ à. Thấy đám thiên địa chi linh kia vào đến, sắc mặt Lâm Thương liền trở nên cực kỳ khó coi, lão đột nhiên xòe lòng bàn tay, một lá bùa vàng phóng lên trên trời, khi lá bùa vừa tiến vào trong tinh không thì lập tức hóa thành một truyền tống trận khổng lồ. Chẳng mấy chốc, từng luồng khí tức quái dị nhanh chóng tràn ra từ bên kia truyền tống trận. Vẫn đang gọi người. Ngôn điện không thể so được với thần huyền điện trông coi 36 điện khác nhau, cường giả họ có thể điều động đến chắc chắn sẽ hơn thần ngôn sư rất nhiều. Lâm Thương nhìn chòng chọc vào nhóc màu trắng ở phía dưới, muốn so người à? Ta sợ ngươi so không nổi thôi. Thật à, lúc này, không gian phía sau nhóc màu trắng bỗng nứt ra, một khắc sau, một người đàn ông mặc áo xanh chậm rãi bước ra. Thật à. Câu nói này vừa vang lên, xung quanh chợt trở nên tĩnh lặng. Mà ở nơi nào đó trong bóng tối, người phụ nữ thần bí luôn bảo vệ Diệp Huyên nãy giờ chợt run lên, bà quay đầu nhìn về phía sau nhóc màu trắng, nơi đó có một người đàn ông mặc áo xanh đang chậm rãi bước ra. Người đàn ông áo xanh thoạt nhìn vẫn còn rất trẻ, giống Diệp Huyên đến 7-8 phần, mà trên mặt y là nụ cười rất tươi, cũng rất ung dung. Vẫn là nụ cười quen thuộc đó. Người phụ nữ thần bí nhìn người đàn ông áo xanh, trong mắt là vô vàn nỗi phức tạp. Mà ở giữa trường, một vài cường giả bất tử đế tộc cũng nhìn về phía người đàn ông ấy. Khi thấy người đàn ông áo xanh này, vẻ mặt của các cường giả bất tử đế tộc lập tức trở nên rất phức tạp. Nhất là Đông Lý Chiến. Trận chiến năm đó, ông ta đã nấp trong bóng tối nên không bị giết chết.
và ông ta đã tận mắt chứng kiến người đàn ông trước mắt này tru diệt bất tử đế tộc, đồng thời suýt nữa đã tiêu diệt toàn bộ tộc nhân của ông ta. Bây giờ, người này lại xuất hiện lần nữa. Lúc thấy người đàn ông áo xanh, nhóc màu trắng liền tuét miệng cười, sau đó bay vội đến trước mặt y, nhóc khẽ cọ lên trán người đàn ông áo xanh, trông có vẻ vô cùng thân thiết. Người đàn ông áo xanh khẽ mỉm cười, rồi xoa xoa đầu đứa nhóc, trong mắt ngập tràn cương triều. Trong tinh không, Lâm Thương nhìn chằm chằm vào người đàn ông áo xanh, người không phải bản thể. Lão phát hiện người đàn ông trước mắt này không phải là bản thể, nhưng trong giọng nói của lão vẫn mang theo sự nghiêm nghị. Bởi vì lão không cảm nhận được khí tức của phân thân này. Đây rốt cuộc là ai? Thật ra thần đình vũ trụ cũng có điều tra người sau lưng Diệp Huyên, thế nhưng bọn họ chỉ chú tâm tìm hiểu về cô gái váy trắng, bởi vì nàng đã từng ra tay rất nhiều lần. Còn người đàn ông áo xanh này, bọn họ chỉ biết một ít chứ không quá nhiều. Người đàn ông áo xanh không trả lời Lâm Thương, mà nhìn về phía Diệp Huyên cách đó không xa, khi thấy Diệp Huyên, y khẽ mỉm cười, lại gặp mặt rồi. Diệp Huyên im lặng một lát rồi nói, ta nên gọi người là phụ thân, hay là tiền bối đây? Thật ra Diệp Huyên hắn không ngu, hắn đã sớm đoán được thân phận của người đàn ông áo xanh này rồi. Huyết mạch giống nhau, mặt mũi cũng giống nhau, vậy cho dù có ngu thì cũng đoán ra được là chuyện gì. Người đàn ông áo xanh cười nói, thôi cứ gọi là phụ thân đi. Gọi tiền bối nghe không êm tai lắm. Diệp Huyên đang định hỏi tiếp thì người đàn ông áo xanh đã cắt lời, ta biết con có nhiều nghi hoặc, nhưng sợi phân thân này của ta không có nhiều thời gian để lãng phí đâu, vậy nên để sau này sẽ giải thích với con nhé. Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi gật đầu, được. Người đàn ông áo xanh ngẩng đầu nhìn kiếm thất và đồ đang giao thủ với nhau ở nơi chân trời, sau đó y nhẹ nhàng chỉ lên. Xoẹt! Một tia kiếm khí phá không lao đi. Phía chân trời, kiếm thất lập tức biến sắc, nàng ta đột nhiên cầm kiếm bằng cả hai tay rồi chém về phía trước. Đây là chiêu kiếm dốc hết toàn bộ sức lực của nàng ta. Nhưng chiêu kiếm này vừa tung ra, kiếm trong tay của nàng ta đã vỡ vụn, một khắc sau. Cả người nàng ta liền bị hất bay về sau, trong quá trình bị dội ngược, thân thể nàng dần nứt toác, mà không chỉ có thân thể, ngay cả linh hồn cũng đang dần tan biến. Thế nhưng trong tích tắc khi nàng ta sắp tiêu vong, một luồng sức mạnh thần bí đột nhiên bao bọc nàng ta lại, tiếp đó nàng ta đã biến mất không còn thấy đâu. Người đàn ông áo xanh liếc nhìn vào khoảng không xa xăm, y khẽ mỉm cười, cũng không ra tay nữa. Có thể giết chết đối phương, nhưng không cần thiết. Chỉ là một con kiến nhỏ nhoi mà thôi. Thấy người đàn ông áo xanh ra tay, sắc mặt của các cường giả thần đình vũ trụ nơi đây đều tái đi. Nhất là Lâm Thương dẫn đầu. Chỉ một chiêu đã suýt giết chết một người bảo vệ. Lúc này trái tim Lâm Thương đã tan vỡ rồi. Phải biết, trong thần đình vũ trụ, thực lực của người bảo vệ pháp tắc vũ trụ là vô cùng kinh khủng. Nếu đánh tay đôi, họ có thể đánh ngang cơ với bất kỳ một ai, bao gồm cả lão. Nhưng ban nãy người này lại có thể suýt giết chết một người bảo vệ trong nháy mắt. Ở bên khác, Mục Tiểu Đao nhìn người đàn ông áo xanh, ả ta trừng mắt nhìn một lúc, sau đó xoay người bỏ chạy. Đã xác nhận xong rồi, đây là người ả ta tuyệt đối không đánh lại. Mục Tiểu Đao chạy mà không chút do dự. Đối với ả ta mà nói, ả chắc chắn sẽ không làm mấy chuyện hy sinh vô ích. Đánh thắng được thì đánh không lại thì chạy. Cuộc sống đẹp đẽ là thế, phải biết quý trọng chứ. Nhưng Ma Y lại không chạy trốn, nàng ta cứ đứng yên nhìn người đàn ông áo xanh, trong mắt ngập tràn vẻ nghiêm túc. Người đàn ông áo xanh nhìn nơi Nhị Nha đứng, lúc này Nhị Nha vẫn đang ác chiến với đám thánh điện kỵ sĩ đoàn, đám kỵ sĩ kia căn bản không làm gì được Nhị Nha, nếu bàn về phòng ngự, cô bé thật sự có thể đứng đầu khắp chư thiên vạn giới. Cho dù là người đàn ông áo xanh một trong tam kiếm từng tu luyện nhục thể, nhưng cũng không sánh được với cô bé. Bản thân cô bé là ác thú chi tổ, lại thêm vào ngày ngày kề bên nhóc màu trắng, gần như ngày nào bé cũng hấp thụ tử khí hồng mông. Thế mà sao không đứng đầu cho được? Lúc này, người đàn ông áo xanh đột nhiên chém một kiếm ra. Một luồng kiếm quang lóe lên nơi chiến trường. Xoẹt! Phía chân trời, hơn 1.200 thánh điện kỵ sĩ lập tức bị hất bay, sau đó đồng loạt ngã rạp xuống. Xung quanh đột nhiên trở nên tĩnh lặng,
một chiêu kiếm đã chém giết được hơn 1.200 cường giả thiên vị cảnh đỉnh cao. Vậy còn đánh đấm gì được nữa? Đám cường giả thần đình vũ trụ bây giờ đã vô cùng tuyệt vọng. Lúc này, nhóc màu trắng bên cạnh người đàn ông áo xanh đột nhiên chỉ vào Lâm Thương, sau đó hơ hơ móng vuốt của mình, không biết là đang biểu đạt điều chi. Một lát sau, người đàn ông áo xanh nhìn về phía Lâm Thương, Lâm Thương nhìn chòng chọc vào y, người của ta đến rồi. Vừa nói xong, hố đen không gian sau lưng ông ta chợt truyền đến một hơi thở cực kỳ mạnh, trong khí tức cường đại còn lẫn thêm chút gì đó cổ xưa, không giống với thời bây giờ. Ai đến? Tất cả mọi người đều nhìn về phía hố đen không gian kia, ở bên này, vẻ mặt của các cường giả bất tử đế tộc cũng vô cùng nghiêm nghị. Đúng lúc này, người đàn ông áo xanh bỗng rút kiếm ra chém. Xoẹt! Một luồng kiếm quang lao vào trong hố đen kia. Yên lặng trong chốc lát, một cái đầu đầm đìa máu tươi lăn ra khỏi hố đen không gian. Mà khí tức mạnh mẽ xa xưa kia cũng biến mất không còn thấy đâu. Tất cả mọi người đều hóa đá. Sắc mặt Lâm Thương cũng trắng bệch, lão bị dọa đến mức liên tục thối lui, lúc này đây, lão vô cùng sợ hãi. Cứ thế mà chết. Một cường giả siêu cấp tuyệt thế còn chưa kịp lộ diện mà đã chết rồi. Người đàn ông áo xanh này rốt cuộc là cảnh giới gì? Người đàn ông áo xanh nhìn Lâm Thương rồi cười nói, ta không bắt nạt ngươi. Chỉ bằng ngươi cứ gọi người đến đi, tốt nhất là gọi mấy đứa pháp tắc vũ trụ đứng sau thần đình vũ trụ đến đây. Thật không dám giấu gì, ta tìm chúng cũng lâu lắm rồi đấy. Không có ý gì đâu, chỉ muốn nói chuyện phiếm, uống chút trà thôi. Pháp tắc vũ trụ. Trên trời, Đồ đưa mắt nhìn xuống người đàn ông áo xanh kia. Đúng như nàng ấy đoán, tên này và người phụ nữ kia đều đang tìm kiếm pháp tắc vũ trụ. Chỉ là, với thực lực của hai người bọn họ mà lẽ nào lại không tìm ra? Lâm Thương nhìn Diệp Huyên, khẩu khí của các hạ cũng lớn thật. Pháp tắc vũ trụ, đây là sự tồn tại còn vượt lên trên cả thần đình vũ trụ, vậy mà người đàn ông này lại muốn khiêu chiến pháp tắc vũ trụ. Ở phía dưới. Người đàn ông áo xanh khẽ mỉm cười, thật ra ta cũng từng đến thần đình vũ trụ của các ngươi rồi, tiếc là pháp tắc vũ trụ không có ở đó, còn các ngươi thì. Nói rồi, y quay sang nhìn Diệp Huyên, vốn định giữ lại đó để cho con tự giải quyết, nhưng không ngờ tên nhóc con đi nhanh quá. Leo một mạch đã đến vũ trụ cửu duy rồi. Diệp Huyên. Người đàn ông áo xanh nhìn Lâm Thương, ngươi còn muốn gọi ai nữa không? Nếu còn thì ta có thể chờ một chút. Lâm Thương im lặng một lát rồi nói, người rốt cuộc là ai? Người đàn ông áo xanh cười, sau đó chỉ vào Diệp Huyên, ta là cha của hắn. Lâm Thương nhìn chòng chọc vào y, người có biết người đang làm gì không? Các ngươi đang vi phạm trật tự cùng pháp tắc vũ trụ, các ngươi đang nghịch thiên. Người đàn ông áo xanh nhún vai một cái rồi cười đáp, nghịch thiên thôi mà. Cũng không phải cái gì to tát, dù sao ta cũng nghịch quen rồi. Mọi người. Lâm Thương đột nhiên gào lên, to gan, ngươi dám khinh nhờn trời cao. Xoẹt. Một tia kiếm quang xuyên thẳng qua giữa hàng mày của Lâm Thương. Ầm. Lâm Thương lập tức hồn phi phách tán. Chỉ một chiêu kiếm. Phía dưới người đàn ông áo xanh lắc đầu, nguyên tắc làm người của ta là, người không phạm ta, ta không phạm người. Trời không động ta, ta không động trời, nhưng nếu trời cứ muốn phạm ta, vậy ta liền diệt cả trời cao. Diệt cả trời cao. Xung quanh, tất cả mọi người đều nhìn về phía người đàn ông áo xanh. Một câu nói nhẹ thênh như vậy, lại khiến ai nấy đều thấy sợ hãi. Nhất là nhóm cường giả bất tử đế tộc. Lúc trước người đàn ông này đã từng suýt nữa tru diệt bất tử đế tộc đấy. Mà lúc này đây, bất tử đế tộc mới hiểu được một chuyện, đó chính là cho dù có là thần đình vũ trụ đi chăng nữa, đối mặt với người đàn ông này. Họ cũng không có sức chống đỡ lại. Mà người đàn ông trước mắt này chỉ mới là một sợi phân thân thôi. Bất tử đế tộc năm đó lại chọc phải y, chẳng phải là chán sống rồi ư. Lúc này, mà y nơi chân trời bỗng nói, các hạ, chúng ta không phải vô duyên vô cớ nhằm vào hắn, hắn là tội nhân ách thể, nếu còn sống ngày nào, thì ngày đó vẫn còn đang nghịch lại trật tự vũ trụ. Thế giới này luôn cần phải có trật tự, đúng không? Người đàn ông áo xanh cười nói, đây là đang nói đạo lý à? Ma Y khẽ nói, các hạ đồng ý không?
Người đàn ông áo xanh lắc đầu, vẫn luôn cười, nếu nhi tử của ta là một kẻ tội ác tày trời, thì không cần các ngươi ra tay, tự ta sẽ kết liễu nó. Nhưng từ khi nó sinh ra đến bây giờ, nó đã làm điều gì sai trái chưa? Hình như nó chẳng làm gì cả, nhưng từ khi nó vừa sinh ra, đã suýt nữa bị các ngươi giết chết, các ngươi thấy sao? Ma Y trầm giọng nói, hắn là ách thể. Ách thể thì đáng chết à? Nói rồi, Y bỗng đưa tay lên đỡ lấy chuôi kiếm. Ma Y nhìn người đàn ông áo xanh, trong mắt không có chút gì là sợ hãi, nàng ta còn đang định nói gì thêm thì đúng lúc này, Mục Tiểu Đao đã chạy trốn thành công lại vòng ngược trở về. Mục Tiểu Đao vội cản Ma Y lại, ả ta nhìn người đàn ông áo xanh ở phía dưới, cười xòa, đại lão à, ta có thể nói vài lời được không? Tất nhiên là được. Mục Tiểu Đao nghiêm mặt nói, ách thể không đáng chết, giống như kiếm vậy, kiếm là vũ khí giết người, nhưng bản thân kiếm lại không chia tốt xấu. Người tốt dùng đao, sẽ thành thiện, người ác dùng đao, sẽ thành hung, vì vậy ách thể không hề đáng chết. Nói rồi, ả ta chỉ vào Diệp Huyên ở nơi xa, ta cảm thấy nhi tử của ngài tốt lắm. Mặc dù hắn là ách thể, nhưng hắn rất có tình có nghĩa, tâm tính thiện lương, làm người thành thật. Người như thế, cho dù là ách thể thì có liên quan gì? Rất nhiều kẻ không mang ách thể, nhưng lại tội ác đầy đầu, vì vậy, xấu hay tốt không phân biệt ở thể chất. Còn trật tự ấy à, cái thứ trật tự quỷ ma này cũng đâu cần nhất nhất phải làm theo, có thể thay đổi được. Pháp luật còn không bằng nhân tình nữa mà. Diệp Huyên. Mọi người. Người đàn ông áo xanh nhìn Mục Tiểu Đao, lắc đầu cười, tiểu nha đầu ngươi nói mấy lời này. Làm ta cũng ngại giết người. Không thể không nói, sắc mặt của mọi người ở đây đều có chút cổ quái. Mục Tiểu Đao này thật sự là người của thần đình vũ trụ sao? Mà lúc này những người của thần đình vũ trụ cũng đang nhìn Mục Tiểu Đao, bọn họ cũng bị kinh ngạc trước lời nói của Mục Tiểu Đao. Đây là lời một người bảo vệ vũ trụ nói. Tội nhân ách thể không có tội. Đây không phải là đang phá vỡ trật tự vũ trụ hay sao? Cái này là phải lên đài thiêu xác đó. Mà ở một bên Diệp Huyên mặt đầy vạch đen, hắn dĩ nhiên biết mánh khóe của cô gái này. Thực ra, hắn cũng có chút khâm phục cô gái này. Quả nhiên là có thể cứng có thể hèn. Diệp Huyên nhìn thoáng qua người đàn ông áo xanh, không nói gì. Hắn biết, người đàn ông áo xanh chắc chắn biết mánh khóe của Mục Tiểu Đao. Tất cả mọi người đều đang nhìn người đàn ông áo xanh, giết hay không. Chỉ phụ thuộc vào một ý niệm của người đàn ông áo xanh. Người đàn ông áo xanh đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, cười nói ý của ngươi thế nào. Diệp Huyên im lặng. Hắn biết ý của người đàn ông áo xanh. Giết hay không giết, thực ra phụ thuộc vào Diệp Huyên hắn. Giữa sân, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn thoáng qua bốn phía, xung quanh là vô số thi thể và máu tươi. Trong đó phần lớn là người của bất tử đế tộc. Diệp Huyên mặt không chút biểu cảm, giết. Giết. Mục Tiểu Đao nghe thấy lời Diệp Huyên nói, sắc mặt lập tức thay đổi, ả ta vội vàng nói, mọi người lập tức rút lui. Vừa dứt lời, các cao thủ thần đình vũ trụ ở xung quanh đều lũ lượt rút lui. Người đàn ông áo xanh nhìn Diệp Huyên, cười nói ta có thể giết. Nhưng người phải trả cái giá lớn đấy. Nói xong. Y mở lòng bàn tay ra, một chuôi kiếm đột nhiên bay ra từ trong tay Y, ngay sau đó, phía chân trời từng cái đầu không ngừng rơi xuống. Những cao thủ thần đình vũ trụ này rất mạnh, nhưng giờ phút này, bọn họ lại bị giết hại giống như những con cừu non. Một đạo kiếm quang kia, không người nào có thể ngăn cản. Phía chân trời, kiếm quang đột nhiên xuất hiện trước mặt Mục Tiểu Đao, đồng tử Mục Tiểu Đao chợt co rụt lại, ả ta đang muốn ra tay. Nhưng kiếm quang kia lại dừng lại, tiếp theo, kiếm quang thuận thế hướng sang bên phải, chém một nhát, bên kia, hàng chục cái đầu lập tức bị chém bay. Mục Tiểu Đao dẫn theo áo gai biến mất ở cuối tinh không. Người đàn ông mặc áo xanh nhìn Diệp Huyên, cười nói, cô gái này có đầu óc tốt, về sau ngươi tự mình đối phó. Trong lúc nói, Y mở lòng bàn tay ra, kiếm quang kia trở lại trong tay Y. Mà giờ phút này... Trong tinh không vô số cái đầu rơi xuống, máu tươi càng là trút xuống như mưa, vô cùng máu me. Diệp Huyên nhìn về phía bên kia, những binh sĩ của Vương Triều Đại Hành vẫn còn sống, vẫn còn 60-70 nghìn người,
người đàn ông áo xanh không giết những người này. Những người này, đối với y mà nói, quá yếu. Nhưng, giờ phút này những binh sĩ của Vương Triều Đại Hành đã bị các cao thủ của Bất Tử Đế tộc bao vây, người cầm đầu chính là Mục Thiên Nguyên Soái. Mục Thiên nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, chúng ta thua rồi. Diệp Huyên gật đầu, vậy chết đi. Nói xong, hắn vẫy nhẹ tay phải, tất cả cao thủ đồng loạt tiến lên. Mục Thiên nhìn chằm chằm Diệp Huyên, chúng ta bằng lòng đầu hàng. Diệp Huyên lắc đầu, không cần. Mục Thiên từ từ nhắm mắt lại, một lát sau, Mục Thiên xoay người nhìn về phía các binh sĩ, giờ phút này, tất cả binh sĩ đều đang nhìn lão. Mục Thiên Nguyên Soái nhẹ giọng nói, các ngươi không sai, người sai là hoàng đế, là ta, là do chúng ta quá yếu. Nói xong, lão đột nhiên rút kiếm bên hông ra, giống giận, những người đàn ông đại hành, tuy rằng chúng ta không thể sinh cùng ngày, nhưng có thể chết cùng ngày. Giết! Vừa dứt lời, lão xông thẳng về phía các cao thủ Bất Tử Đế tộc. Giết! Phía sau lão, vô số binh sĩ Vương Triều Đại Hành gầm lên giận dữ. Rất nhanh, giữa chiến trường từng cái đầu rơi xuống, đương nhiên đều là của binh sĩ Vương Triều Đại Hành, sau khi không còn sự trợ giúp từ các cao thủ đứng đầu của thần đình vũ trụ, bọn họ căn bản không phải đối thủ của Bất Tử Đế tộc. Sức chiến đấu có sự chênh lệch lớn, hơn nữa, hiện tại bên Bất Tử Đế tộc còn chiếm ưu thế tuyệt đối về mặt số lượng. Giết hàng loạt. Trực tiếp giết hàng loạt. Không bao lâu sau, 60-70.000 người đều ngã xuống. Mà Mục Thiên cũng là ngã xuống ở phía trước. Mục Thiên nhìn xa xa, ánh mắt đờ đẫn, sở dĩ lão chủ động đến đây là vì muốn mang những binh sĩ này trở về, nhưng mà thật không ngờ, toàn bộ người đến đều bị chết ở đây. Trách thần đình vũ trụ. Hắn không có tư cách trách thần đình vũ trụ. Năm đó Vương Triều Đại Hành nợ thần đình vũ trụ, hiện tại chẳng qua là trả nợ thôi. Yếu là nguồn gốc tai họa. Người nào yếu người đó chết. Nếu như hôm nay Bất Tử Đế tộc yếu, vậy thì, toàn bộ 100.000 người của Bất Tử Đế tộc đều sẽ bị giết hại. Lúc này, Đông Lý Chiến đột nhiên nói, hãy chôn cất thi thể Mục Thiên. Tuy là đối thủ, nhưng những binh sĩ của Vương Triều Đại Hành rất có khí phách, đáng để Bất Tử Đế tộc kính trọng. Rất nhanh, có người kéo thi thể của Mục Thiên đi. Lúc này, các cao thủ của Bất Tử Đế tộc nhìn về phía người đàn ông mặc áo xanh ở xa xa. Khi đang nhìn về phía người đàn ông mặc áo xanh, trong mắt một vài cao thủ Bất Tử Đế tộc vẫn có chút sợ hãi. Thực lực của người đàn ông áo xanh này rất khủng bố. Lúc này, người đàn ông áo xanh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía người phụ nữ thần bí ở cách đó không xa, người phụ nữ thần bí hơi cúi đầu, không nói gì. Người đàn ông áo xanh mỉm cười, hận ta sao? Người phụ nữ thần bí lắc đầu, người đàn ông áo xanh nhẹ giọng nói, thật xin lỗi. Trong mắt người phụ nữ thần bí, nước mắt đột nhiên chảy xuống. Người đàn ông mặc áo xanh đi đến trước mặt người phụ nữ thần bí, y nắm lấy tay bà, nhẹ giọng nói, Nam Nhi. Đông Lý Nam. Đây chính là tên của người phụ nữ thần bí. Đông Lý Nam nhìn về phía người đàn ông áo xanh, ta không trách ngươi. Người đàn ông mặc áo xanh cười khổ, ta cũng chưa từng nghĩ đến, cô gái kia không nói chân tướng cho nàng, làm cho nàng hiểu lầm. Nói đến đây, y cũng đau đầu. Cô gái kia làm việc quá tự theo ý mình rồi. Đặc biệt là trước kia, nhìn ai cũng muốn đâm chết người ta. Người phụ nữ thần bí lắc đầu, ta không hận nàng ta chút nào. Lúc trước, bà đương nhiên rất hận cô gái mặc váy trắng, nhưng mà hiện tại, bà không hận chút nào, ngược lại còn cảm kích cô gái mặc váy trắng. Bởi vì nếu không có cô gái mặc váy trắng, Diệp Huyên không biết đã chết bao nhiêu lần. Người đàn ông áo xanh cười nói, đi tìm ta. Người phụ nữ thần bí quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, bà do dự một lát, sau đó nhẹ giọng nói, ta muốn ở bên cạnh hắn. Người đàn ông áo xanh suy nghĩ, gật đầu, được. Nói xong, y nhìn về phía Diệp Huyên ở cách đó không xa, một nhà ba người chúng ta đi dạo một chút. Diệp Huyên gật đầu. Lúc này, cô bé đầu mọc sừng cũng đi theo. Cô bé lấy một cây kẹo hồ lô ra liếm liếm, chân phải dậm nhẹ, có chút cà lơ phất phơ. Nhóc màu trắng bay đến trên vai người đàn ông mặc áo xanh. Cứ như vậy, một nhà đi hướng về phía xa.
Người đàn ông mặc áo xanh đột nhiên cười nói, hận ta không? Diệp Huyên cười nói, ta lại không thể đánh thắng ông. Người đàn ông áo xanh cười ha ha, nói như vậy, nếu con đánh bại được ta, là sẽ chuẩn bị đánh ta một trận sao? Diệp Huyên nhún vai, không nói gì. Người đàn ông áo xanh vỗ vỗ vai Diệp Huyên, nhẹ giọng nói, năm đó ta còn thảm hơn con nhiều. Diệp Huyên liếc nhìn người đàn ông mặc áo xanh, thảm đến mức nào? Người đàn ông mặc áo xanh cười cười, đều là chuyện cũ năm xưa rồi. Nói xong, y nhìn thoáng qua Đông Lý Nam bên cạnh, đừng hận mẹ của con, việc này, muốn trách thì trách cô gái kia. Diệp Huyên hỏi, Thanh Nhi. Người đàn ông áo xanh gật đầu, cô gái này, thật là một lời khó nói hết. Lúc trước nếu nàng ta giải thích một câu, thì đã không có chuyện gì. Người đời đều nói ta là kẻ điên, ta thấy, nàng ta mới là kẻ điên, hơn nữa, còn là điên không bình thường. Đông Lý Nam lắc đầu, cũng không có chuyện gì nữa rồi. Người đàn ông mặc áo xanh lắc đầu, không nhắc đến nàng ta nữa. Nói xong, y nhìn về phía Diệp Huyên, con có phải đang tò mò, vì sao ta và nàng ta không trực tiếp đến thần đình vũ trụ? Diệp Huyên do dự một lát, sau đó nói, là vì rèn luyện ta. Người đàn ông mặc áo xanh cười nói, có một phần là nguyên nhân này. Còn có một nguyên nhân chủ yếu chính là pháp tắc vũ trụ không ở thần đình vũ trụ. Ta cùng với nàng ta, xem như binh chia làm hai đường, nàng ta tìm kiếm pháp tắc vũ trụ, còn ta đang tìm người thần bí trong cơ thể con. Muốn giải quyết phiền phức trên người con, thứ nhất là giải quyết pháp tắc vũ trụ, thứ hai là điều tra rõ lai lịch của người thần bí trong cơ thể con, từ căn nguyên giết chết lão. Cũng chính là chém bỏ kiếp trước, kiếp này và kiếp sau của lão. Kể từ đó, lão có thể cắt đứt hoàn toàn liên hệ với con. Diệp Huyên trầm giọng nói, có manh mối không? Người đàn ông áo xanh lắc đầu, tạm thời không có. Nhưng ta đang điều tra từng người một, không bỏ qua bất kỳ một cao thủ đứng đầu nào. Mặc kệ là từng trong truyền thuyết, hay còn sống, một người cũng không bỏ qua. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói, có gặp phải người nào không thể đánh thắng được không? Người đàn ông áo xanh cười nói, hình như không. Diệp Huyên. Người đàn ông áo xanh lại nói, những pháp tắc vũ trụ kia cũng khá phiền toái, sự phiền toái của các nàng ở chỗ các nàng quá giỏi ẩn núp. Cho dù là ta và nàng ta liên thủ, cũng tìm ra chỗ ẩn thân của các nàng, nhưng là, các nàng lại ở khắp mọi nơi. Rất quỷ dị, có một cách có thể tìm ra các nàng, đó là trực tiếp hủy diệt vũ trụ là chỗ nương tựa của các nàng. Hủy diệt vũ trụ, các nàng khẳng định sẽ xuất hiện. Nhưng mà, chuyện này quá bất nhân. Tuy rằng ta không phải người tốt gì, nhưng loại chuyện mất nhân tính này, ta quả thật cũng không làm được. Nhưng, nói đến đây, y nhìn về phía Diệp Huyên, nàng ta năm đó thiếu chút nữa đã làm như vậy. Nhưng cũng may, bởi vì con, nàng ta nhìn vũ trụ này đã thuận mắt hơn một chút. Bằng không, nàng ta đã trực tiếp điên cuồng tàn sát vũ trụ rồi. Diệp Huyên. Đông Lý Nam nhẹ giọng nói, nàng ta hẳn là lại yêu ai yêu cả đường đi. Người đàn ông áo xanh gật đầu, y nhìn về phía Diệp Huyên, thần đình vũ trụ, ta và nàng ta đều không ra tay, chỉ có một nguyên nhân, đó là hy vọng con tự mình đi giải quyết. Nhưng vừa rồi, con bảo ta ra tay rồi, mà ta ra tay giúp con giải quyết rắc rối trước mắt, con sẽ phải trả cái giá lớn đấy. Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Diệp Huyên vội vàng nói, cha giúp con trai. Đây không phải chuyện đương nhiên sao? Người đàn ông áo xanh cười nói, con nói không sai, nhưng ta vẫn có chút khó chịu, năm đó ta thảm như vậy, dựa vào cái gì con trải qua dễ chịu như thế chứ? Ta nói cho con, đây là lần cuối cùng chúng ta giúp con, về sau, con đừng mong ta hay là những người bạn lúc trước của ta giúp con nữa. Còn về phần cái giá cho việc lần này ta giúp con, ta quyết định, phải phong ấn tất cả tu vi và huyết mạch của con. Vừa dứt lời. Y đập tay lên vai Diệp Huyên, một sợi kiếm khí trực tiếp biến mất vào trong cơ thể Diệp Huyên. Trong nháy mắt, tu vi của Diệp Huyên lập tức bị chấn áp, hai loại huyết mạch cũng lặng xuống trong chớp mắt. Diệp Huyên trợn mắt, trời ơi, ta có thể đổi người cha khác không? Nói xong, hắn liền hôn mê bất tỉnh. Sau khi Diệp Huyên ngất đi, Đông Lý Nam vội vàng ôm lấy hắn. Đông Lý Nam nhìn Diệp Huyên ở trong lòng, ánh mắt đầy dịu dàng. Những năm nay, bà thật sự đã nợ Diệp Huyên quá nhiều rồi.
đặc biệt là lúc về sau, thiếu chút nữa đã trực tiếp hại chết Diệp Huyên. Người đàn ông áo xanh đột nhiên nhìn về phía Đồ và Niệm Niệm ở xa xa, ánh mắt y dừng trên người Niệm Niệm, mỉm cười, kiếm đạo của cô nương đã đạt đến phàm cảnh đỉnh cao, có muốn tiến thêm một bước không? Niệm Niệm gật đầu, mong chỉ giáo. Người đàn ông mặc áo xanh mở lòng bàn tay ra, một tia ánh sáng trắng đột nhiên biến mất vào giữa hai lông mày Niệm Niệm, ngay sau đó, một phần bản đồ hiện lên trong đầu mộ Niệm Niệm. Người đàn ông áo xanh nói, cô nương đi đến nơi này. Mộ Niệm Niệm nhìn về phía Diệp Huyên, người đàn ông áo xanh cười nói, con đường của hắn, nên để hắn tự đi rồi. Mộ Niệm Niệm trầm lặng. Người đàn ông áo xanh lại nói, rất nhiều chuyện, bắt buộc hắn phải tự mình đối mặt, người ngoài giúp đỡ, đối với hắn mà nói, không hẳn là chuyện tốt. Hơn nữa, nếu cô nương tiếp tục giúp hắn, khó tránh khỏi sẽ bị pháp tắc vũ trụ nhằm vào, với thực lực hiện tại của cô nương, vẫn không thể chống lại pháp tắc vũ trụ. Mộ Niệm Niệm nhìn về phía Diệp Huyên, nàng ta khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Đồ, cùng đi chứ. Đồ nhìn về phía Diệp Huyên, im lặng không nói. Người đàn ông áo xanh cười nói, con đường kế tiếp để hắn tự mình đi thôi. Đồ nhẹ giọng nói, người muốn để kiếm đạo của hắn tiến lên một bước. Người đàn ông áo xanh gật đầu, không chỉ như thế, bên kia có một tạo hóa, ta hy vọng hắn có thể đạt được. Đương nhiên, có thể đạt được hay không phải xem tạo hóa của hắn, ta cũng không gò ép. Đồ nhìn Diệp Huyên một hồi, sau đó nàng ta quay đầu nhìn về phía Mộ Niệm Niệm, đi thôi. Mộ Niệm Niệm gật đầu, rất nhanh, hai nàng trực tiếp hóa thành kiếm quang biến mất ở phía cuối tinh không. Hai nàng đi rồi, người đàn ông áo xanh quay đầu nhìn về phía Đông Lý Tịnh tộc trưởng của Bất Tử Đế tộc ở cách đó không xa, Đông Lý Tịnh nhìn người đàn ông áo xanh, không nói gì. Người đàn ông áo xanh đột nhiên cười nói, ta làm người, có ơn báo ơn, có oán báo oán. Nói xong, y mở lòng bàn tay ra, ba sợi kiếm quang đột nhiên bay đến trước mặt Đông Lý Tịnh. Đông Lý Tịnh nhìn thoáng qua ba sợi kiếm quang kia, đây là... Người đàn ông áo xanh nói, năm đó ta giết át chủ cuối cùng của Bất Tử Đế tộc, bây giờ, ta cho các ngươi một con át chủ bài. Đông Lý Tịnh trầm lặng một lát, sau đó lắc đầu, không cần. Người đàn ông mặc áo xanh hơi giật mình, Đông Lý Tịnh lại nói, đây là một con át chủ bài, nhưng cũng sẽ khiến Bất Tử Đế tộc ta sinh ra tính ỷ lại. Ta không hy vọng của người trong tộc sinh ra tính ỷ lại, về sau, Bất Tử Đế tộc không có tiên tổ, không át chủ bài siêu mạnh. Nếu nói át chủ bài, tất cả mọi người của Bất Tử Đế tộc chính là át chủ bài của chúng ta. Tại đây, vô số cao thủ Bất Tử Đế tộc đột nhiên gầm lên giận dữ, Bất Tử Đế tộc vô địch. Giờ phút này, tất cả người của Bất Tử Đế tộc đều đang giống giận. Bất Tử Đế tộc không cần sự phù hộ của người khác. Đông Lý Tịnh nhìn người đàn ông áo xanh, cảm ơn ý tốt của ngươi. Người đàn ông áo xanh khẽ gật đầu, thôi được. Nói xong, y vẫy nhẹ tay phải, ba sợi kiếm khí kia lập tức biến mất. Một bên, Đông Lý Nam khẽ thở dài. Bà biết, Bất Tử Đế tộc có thể tiếp nhận Diệp Huyên. Nhưng đối với người đàn ông áo xanh, không thể nói thù hận, chỉ có thể nói, Bất Tử Đế tộc không thể tiếp nhận sự phù hộ của người đàn ông áo xanh. Kiêu ngạo. Tuy rằng Bất Tử Đế tộc thua kém thần đình vũ trụ, càng không bằng người đàn ông áo xanh, nhưng gia tộc này cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình. Người đàn ông áo xanh nhìn về phía Diệp Huyên, y mở lòng bàn tay ra, cái khiên cổ trước mặt Diệp Huyên lập tức bay đến tay y đưa khiên cổ cho Tiểu Bạch, Tiểu Bạch chớp chớp mắt. Sau đó chỉ Diệp Huyên đang hôn mê ở xa xa. Người đàn ông áo xanh lắc đầu, hắn không cần nữa. Nhóc màu trắng hơi do dự, sau đó thu hồi khiên cổ kia. Người đàn ông áo xanh nhìn về phía Diệp Huyên, y chắp hai ngón tay lại, vạch một đường về phía trước, không gian kia trực tiếp nứt ra. Người đàn ông áo xanh cười nói, Nam Nhi, ta phải đưa hắn đi rồi. Đông Lý Nam vội vàng hỏi, đưa đến nơi nào? Người đàn ông mặc áo xanh mỉm cười, một nơi vô cùng xa, nơi đó, hắn sẽ không có người giúp đỡ. Hắn muốn sinh tồn, chỉ có thể dựa vào chính mình. Đông Lý Nam nhíu mày, một con át chủ bài cũng không có. Người đàn ông áo xanh khẽ cười nói, còn cần át chủ bài gì chứ? Hắn là đi để trưởng thành, không phải đi khoe mẽ.
Đông Lý Nam đang muốn nói chuyện, người đàn ông áo xanh nghiêm mặt nói, hắn nhất định phải trở nên mạnh hơn, rất nhiều chuyện, về sau chỉ có thể dựa vào chính hắn để đối mặt. Đông Lý Nam hỏi, người thần bí. Người đàn ông mặc áo xanh gật đầu, ta đang tìm kiếm, phát hiện một vài chuyện kỳ dị, chỉ có thể nói, đối phương cũng không đơn giản. Mà hiện tại hắn quá yếu. Đông Lý Nam trầm lặng một lúc, gật đầu, được. Người đàn ông áo xanh nhìn về phía Diệp Huyên, y chỉ tay một cái, một sợi kiếm quang kéo Diệp Huyên biến mất vào trong khe nứt không gian tối đen kia, trong nháy mắt, sợi kiếm quang mang theo Diệp Huyên xuyên qua vô số tinh vực. Giữa sân, Đông Lý Tịnh muốn nói lại thôi. Người đàn ông áo xanh nhìn về phía Đông Lý Tịnh, hắn đi theo các ngươi, có sự che chở của các ngươi, hắn sẽ càng ngày càng vô dụng. Hãy để cho hắn đi tự mình rèn luyện một phen. Đông Lý Tịnh trầm giọng nói, pháp tắc vũ trụ. Người đàn ông áo xanh cười nói, các nàng không dám tự mình hiện thân. Đông Lý Tịnh lại nói, thần đình vũ trụ. Người đàn ông áo xanh khẽ cười nói, tự hắn giải quyết. Đông Lý Tịnh lắc đầu, hắn còn quá trẻ. Người đàn ông áo xanh cười nói, nếu luôn có người che chở, hắn vĩnh viễn sẽ không thật sự trưởng thành lên được. Đường, phải là hắn tự đi từng bước một, mà hiện tại, thời gian cho hắn không còn nhiều nữa. Ta và thiên mệnh không thể vĩnh viễn bảo vệ hắn. Hơn nữa, nếu bây giờ hắn ở lại bất tử đế tộc, sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho các ngươi. Đông Lý Tịnh nhìn người đàn ông áo xanh, trong vũ trụ này, bất tử đế tộc ta thuộc loại cấp bậc gì? Người đàn ông áo xanh lắc đầu, không tính là gì cả. Nghe vậy, Đông Lý Tịnh từ từ nắm chặt hai tay. Người đàn ông áo xanh cười nói, Nam Nhi, sau này gặp lại. Nói xong, y cùng cô bé và nhóc màu trắng dần dần trở nên hư ảo. Đông Lý Nam nhìn người đàn ông áo xanh, phải khỏe mạnh. Người đàn ông áo xanh cười nói, yên tâm, người giết ta còn chưa ra đời. Dứt lời, y trực tiếp biến mất không thấy, biến mất cùng với y còn có nhóc màu trắng và cô bé kia. Đông Lý Nam nhìn chỗ sâu trong tinh không, ánh mắt dần dần trở nên ngây ngốc. Lúc này, Đông Lý Tịnh đột nhiên nói, Tam muội, muội có tính toán gì không? Đông Lý Nam nhẹ giọng nói, muội muốn ở lại bất tử đế tộc tu luyện. Đông Lý Tịnh gật đầu, chính hợp ý ta. Nói xong, bà ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, nhẹ giọng nói, không biết thằng nhóc bị truyền tống đến nơi nào rồi. Đông Lý Nam nhìn chỗ sâu trong tinh không kia, trong mắt tràn ngập sự lo lắng, Huyên Nhi nó lương thiện thành thật như vậy, đến một môi trường lạ lẫm, không biết sẽ phải chịu thiệt bao nhiêu. Một bên, Đông Lý Tịnh nghe mà lắc đầu. Thành thật. Bà ta thật sự không nhìn ra Diệp Huyên thành thật ở chỗ nào. Thằng nhóc này là người không thành thật nhất. Một lát sau, bất tử đế tộc bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Trận chiến này, tuy rằng bất tử đế tộc rất nhiều người hy sinh, nhưng thu hoạch cũng nhiều. Lúc này đây những cao thủ bất tử đế tộc còn sống trở nên càng mạnh hơn, trừ điều đó ra, bất tử đế tộc còn thu được rất nhiều chiến lợi phẩm, đặc biệt là những bảo vật của thần đình vũ trụ để lại. Chấm chấm chấm. Bên kia, nơi tinh không nào đó đột nhiên rách ra, ngay sau đó, hai người phụ nữ đi ra. Chính là Mục Tiểu Đao và Mai, cũng chính là cô gái mặc áo gai. Toàn bộ cao thủ thần đình vũ trụ, chỉ có hai người bọn họ trốn thoát, đây còn là do người đàn ông áo xanh thủ hạ lưu tình. Sau khi đi ra, sắc mặt cô gái mặc áo gai vô cùng khó coi, mà Mục Tiểu Đao thì thở phào nhẹ nhõm. Cô gái mặc áo gai đột nhiên nhìn về phía Mục Tiểu Đao, người sợ chết như vậy sao? Vì muốn sống, mà cúi đầu với thế lực tàn ác. Mục Tiểu Đao lắc đầu, người đúng là đồ chảy gỗ. Cô gái mặc áo gai căm tức nhìn Mục Tiểu Đao, chẳng lẽ không đúng sao? Mục Tiểu Đao đột nhiên tức giận nói, đúng cái đầu ngươi. Ngươi có thể đừng ngu xuẩn như thế được không? Ngươi không thấy thực lực của người đàn ông kia như thế nào sao? Y chỉ là một phân thân. Nhưng có thể dùng kiếm thất giết người trong chớp mắt. Ngươi đi đấu với y, đấu con mẹ ngươi, ngươi cái đồ thiểu năng trí tuệ này, suốt ngày, có thể đừng chỉ biết tu luyện được không, đọc thêm mấy tiểu thuyết về cung đấu thế đời không được sao. Tức chết lão nương. Cô gái mặc áo gai tức giận nói, đánh không lại liền khuất phục sao. Mục Tiểu Đao thấp giọng thở dài, ngươi có biết lần này chúng ta đã chết bao nhiêu người không? Đại tỷ, ngươi biết không?
Bọn họ chết thực sự không có chút ý nghĩa nào. Toàn bộ đều đã chết một cách vô ích, bao gồm cả ngươi, người có khí phách, người đi cứng rắn đối đầu, nhưng là, có ý nghĩa không? Ngoại trừ chịu chết, không hề có chút ý nghĩa nào. Nói đến đây, ả ta chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, liếc nhìn cô gái mặc áo gai, đối phương đã gian lận rồi. Người còn ngốc nghếch đi cứng rắn đối đầu, người thật sự là thiểu năng trí tuệ. Sắc mặt cô gái mặc áo gai vô cùng âm trầm. Mục tiểu đao lại nói, đừng tức giận nữa. Thực lực của người đàn ông kia rõ ràng không cùng cấp bậc của chúng ta, thua bởi người như thế, không phải chuyện rất bình thường sao? Áo gai nhìn thoáng qua mục tiểu đao, người ngược lại nghĩ rất thoáng. Mục tiểu đao lạnh nhạt nói, trong khoảnh khắc người đàn ông kia xuất hiện, chúng ta nên rút lui, đáng tiếc, mọi người vẫn muốn cứng rắn chiến đấu một chút. Nếu rút lui ngay từ đầu, nói không chừng có thể có rất nhiều người có thể sống sót. Áo gai nhìn mục tiểu đao, người không nên nghi ngờ pháp tắc vũ trụ. Mục tiểu đao khẽ cười nói, tội nhân ách thể thật sự đáng chết sao? Áo gai nhìn chằm chằm mục tiểu đao, người lại đang nghi ngờ pháp tắc vũ trụ. Mục tiểu đao khẽ cười, áo gai, chúng ta là người bảo vệ vũ trụ, nhưng chúng ta không phải công cụ, lại càng không phải nô tài. Tin tưởng có thể, nhưng là, không thể tin tưởng và ngưỡng mộ một cách mù quáng. Nói xong, ả ta quay đầu nhìn thoáng qua khoảng tinh không phía sau, nhẹ giọng nói, lần này, đã chết rất nhiều người. Áo gai cả giận nói, vì sao hắn lại trở thành ách thể? Bởi vì cha và muội muội của hắn giết chóc quá nhiều, hơn nữa còn nghịch lại trật tự và pháp tắc vũ trụ. Hiện giờ trật tự tan vỡ, lỗi của ai? Chính là lỗi của nhà bọn họ, mà chỉ cần một ngày hắn còn sống, trật tự sẽ không thể có khôi phục, ngươi có hiểu không? Mục tiểu đao gật đầu, ta hiểu. Áo gai tức giận nhìn mục tiểu đao, vậy ngươi còn nghi ngờ pháp tắc vũ trụ, còn muốn vì bọn họ. Mục tiểu đao đột nhiên nói, chúng ta không đánh thắng được người ta, áo gai sửng sốt. Mục tiểu đao nhìn cô gái mặc áo gai, ta không nói đạo lý với ngươi nữa. Nói điều gì đó thực tế đi, hiện tại chúng ta không đánh thắng được người ta, hiểu không? Áo gai trầm lặng, không thể đánh thắng. Đây mới là nòng cốt của vấn đề. Mục tiểu đao đột nhiên nói, trở về đi. Nói xong, ả ta xoay người rời đi. Áo gai nhìn về phía mục tiểu đao, quay về thần đình vũ trụ. Mục tiểu đao nói, ngươi trở về, sau đó đợi cái người trong thiên vương điện, xem nàng ta chuẩn bị làm như thế nào. Còn nữa, không có mệnh lệnh của pháp tắc vũ trụ của ngươi, ngươi cũng đừng tham gia vào chuyện này nữa. Đầu óc ngươi quá đơn giản, dễ bị người khác bán đứng. Nói xong, ả ta đã biến mất. Tại chỗ, áo gai trầm mặc một lúc, sau đó xoay người rời đi. Chấm chấm chấm. Ở sâu trong tinh không xa xa nào đó, trong khoảng tinh không này, có một tòa đại điện rất lớn. Thiên Vương Điện. Đây là điện đứng đầu dưới chướng thần đình vũ trụ. Đại điện cao tới mấy trăm trượng, sừng sững trong tinh không, tựa như một con dã thú khổng lồ, làm cho người ta sợ. Trước cửa đại điện, ước chừng có đến hàng chục nghìn thềm đá. Lúc này trên thềm đá, một cô gái chậm rãi bước đi. Cô gái mặc một chiếc váy màu trắng rộng thùng thình, mái tóc như mây thả phía sau, rất dài, đến tận mông. Cô gái trông rất xinh đẹp, đẹp đến mức đủ để cả tinh không thất sắc vì nàng ta. Cô gái này, là chiến thiên vương Vũ Kha tiếng tăm lẫy lừng của thần đình vũ trụ. Cô gái chỉ chậm rãi bước đi như vậy, rất nhanh, nàng ta đi đến trước cửa đại điện, sau đó đẩy cửa bước vào. Trong điện vắng vẻ, không có một ai. Cô gái đi đến trước một pho tượng, nếu Diệp Huyên ở đây, hắn nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Bởi vì pho tượng này trông giống hệt hắn. Cô gái nhìn pho tượng kia, trầm lặng rất lâu, nàng ta lấy ra một pho tượng gỗ, pho tượng kia là một cô bé, nhìn từ hình dạng, trông rất giống nàng ta. Rõ ràng, đây là nàng ta lúc nhỏ. Cô gái im lặng một hồi lâu, sau đó hai mắt từ từ nhắm lại, là huynh sao? Đúng lúc này, một ông lão lưng còng đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài đại điện, ông lão lưng còng khàn giọng nói, Vũ Vương, đã điều tra rõ rồi. Cô gái nhìn pho tượng gỗ trong tay, nói. Ông lão lưng còng bắt đầu nói chậm rãi. Toàn bộ là chuyện liên quan đến Diệp Huyên. Ông lão lưng còng nói khoảng nửa canh giờ, có thể nói,
cho dù là một chuyện nhỏ cũng kể lại rất chi tiết. Sau khi ông lão lưng còng nói xong, cô gái nheo mắt, hắn cũng biết điêu khắc. Ông lão lưng còng gật đầu, phải. Nói xong, ông do dự một lát, sau đó lại nói, có phải là người tiểu thư cần tìm không? Cô gái từ từ nhắm mắt lại, hẳn là đúng rồi. Ông lão lưng còng hơi cúi đầu, tiểu thư, hắn là tội nhân ách thể. Cô gái mở mắt, mặt không chút biểu cảm, sở dĩ ta gia nhập thần đình vũ trụ, chính là muốn lợi dụng tài nguyên của thần đình vũ trụ tìm ra huynh ấy. Bằng không, thần đình vũ trụ này có tư cách gì khiến ta gia nhập? Ông lão lưng còng không nói gì. Cô gái đột nhiên nói, huynh ấy hiện tại đang ở đâu? Ông lão lưng còng nói, hẳn là ở ma vực. Cô gái nói, ta đi gặp huynh ấy. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi, mà khi đi đến cửa đại điện, nàng ta đột nhiên dừng bước, thần đình có động tĩnh gì không? Ông lão lưng còng lắc đầu, tạm thời không có. Nhưng, ta đã biết được, các cao thủ ở bên ngoài khu vực hư vô giới đã đang chạy về. Có thể là nhận được mệnh lệnh của thần đình. Cô gái lại hỏi, pháp tắc vũ trụ thì sao? Ông lão lưng còng lại lắc đầu, không có chút tin tức nào. Cô gái khẽ gật đầu, trực tiếp biến mất. Trong điện, ông lão lưng còng thấp giọng thở dài. Chấm chấm chấm. Diệp Huyên từ từ mở mắt, vừa mới mở mắt ra, hắn có cảm giác đầu đau như muốn nứt ra. Diệp Huyên vội vàng ngồi dậy, hai tay hắn ôm đầu dùng sức lắc hồi lâu, sau khi đầu không còn choáng nữa, hắn nhìn lướt qua bốn phía, nhìn xong hắn trực tiếp ngơ người. Lúc này hắn đang ở trong một lều tranh cũ nát, hai tay hai chân đều bị cột bởi xích sắt nặng trĩu. Hắn đây là đã xảy ra chuyện gì? Diệp Huyên nhìn lướt qua bốn phía, xung quanh hắn, còn có một vài thi thể, đều là con người. Diệp Huyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn đi, ánh mắt nhìn ra xa, nơi đó có một nhà đá rất lớn, trước nhà đá có một đám người đang ngồi, những người này có ngoại hình giống con người đến chín phần. Điểm duy nhất không giống chính là mắt của những người này màu tím. Ma vực. Diệp Huyên ngay lập tức nghĩ đến ma vực. Bởi vì hắn đã đọc qua một vài sách cổ ở bất tử đế tộc, ma vực là nơi cư trú của ma nhân, mà những người này giống y hệt ma nhân được miêu tả trong sách cổ. Người đàn ông kia đưa mình đến ma vực làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn để mình thống nhất ma vực? Điều này có chút không thực tế. Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ. Hắn nhìn xích sắt trên hai tay mình, rất nhanh, hắn phát hiện, tu vi của hắn thật sự đã bị phong ấn. Trong cơ thể, một chút huyền khí cũng không thể điều động. Không chỉ như thế, ngay cả hai loại huyết mạch của mình cũng đã bị phong ấn rồi. Quan trọng nhất là, tiểu tháp và tháp giới ngục cũng bị phong ấn. Ngoại trừ cơ thể, nhất thứ khác đều không có. Rất hiển nhiên, người đàn ông áo xanh không làm chuyện đến đường cùng. Nếu cơ thể cũng bị y hủy, vậy hắn thật sự phải chết rồi. Đúng lúc này, một gã ma nhân đột nhiên cầm một cái thiết chùy đi tới, khi nhìn thấy Diệp Huyên, gã ma nhân này đột nhiên gầm lên, loài người đê tiện, ngươi dám nhìn thẳng vào ta. Nói xong, hắn ta trực tiếp phung chùy về phía đầu Diệp Huyên. Diệp Huyên đột nhiên vươn người nhảy lên, trực tiếp đạp gối vào cằm ma nhân kia. Ầm. Đầu gã ma nhân kia lập tức nổ tung. Máu tươi bắn tung tóe. Diệp Huyên hung hăng nhổ nước bọt sang một bên, nổi giận mắng, mẹ nó, lão tử đường đường thái tử vũ trụ cửu duy, còn có thể để cho các ngươi ức hiếp. Nói xong, hai tay hắn dùng sức, xiềng xích trên người hắn lập tức nổ tung. Mà lúc này, những ma nhân kia đều xông về phía Diệp Huyên. Nhưng lại bị một lão ma nhân tuổi khá cao ngăn lại. Lão ma nhân kia nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, con người, ngươi dám giết ma nhân. Ngươi sẽ phải chịu cực hình tàn khốc nhất thế gian, ngươi. Diệp Huyên xông lên tung một cái tát. Ba. Lão ma nhân kia trực tiếp bị cái tát của hắn đánh bay cả trăm dặm, khi ông ta rơi xuống đất, cơ thể run rẩy một trận, sau đó không còn động tĩnh nữa. Đám ma nhân còn lại đều ngây người. Diệp Huyên nhìn thoáng qua đám ma nhân kia. Chúng lập tức xoay người kẻ chạy. Diệp Huyên trực tiếp xông ra ngoài, rất nhanh, mười mấy ma nhân kia bị hắn xử lý. Diệp Huyên nhìn thoáng qua bốn phía, nơi này có chút hẻo lánh, giống như là một bộ lạc nhỏ. Một lát sau, Diệp Huyên đi về phía thành đá ở xa xa. Trên đường,
Diệp Huyên phân tích ma vực này, từ thái độ của mấy tên ma nhân vừa rồi đối với hắn, địa vị của loài người ở ma vực này rõ ràng rất thấp, cũng không biết thấp đến trình độ nào. Đi được một hồi, Diệp Huyên thử sử dụng kiếm, nhưng lại căn bản không thể điều động huyền khí, nói một cách chính xác, hắn không có huyền khí có thể điều động. Bây giờ hắn chỉ là một thể tu. Ngoài cơ thể ra, không có lực lượng gì có thể dùng. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyên đột nhiên mạnh vỗ một cái vào trán mình, đáng chết. Ta thế nhưng quên mất máu của cô bé. Lúc trước khi hắn ở bất tử đế tộc, đã không cắn nuốt máu của cô bé, bởi vì hắn muốn để sau khi cơ thể đạt đến thần cảnh, mới lại dùng máu của cô bé tiến lên vĩnh hằng cảnh, nhưng là, hắn chưa đợi đến được thần cảnh, thần đình vũ trụ đã tới rồi. Bởi vậy, cảnh giới hiện tại của hắn chỉ là quy nhất cảnh. Diệp Huyên hối hận không thôi. Hiện tại tiểu tháp bị phong ấn, hắn căn bản không chiếm được máu của cô bé, cơ thể muốn tăng lên, có thể nói là khó càng thêm khó. Phải nghĩ cách trở về. Không đúng. Diệp Huyên dường như nghĩ đến điều gì, đột nhiên dừng lại. Khi ở vũ trụ cửu duy, hắn từng hỏi qua tộc trưởng Đông Lý Tịnh, mà lúc ấy Đông Lý Tịnh đã nói, cho dù là bà ta, phải đến được ma vực, cũng cần ít nhất hàng triệu năm. Triệu năm? Đó là khái niệm gì? Hơn nữa, bây giờ tu vi của hắn bị niêm phong, muốn ngự kiếm phi hành cũng không được. Từ nơi này trở về, sợ là 300 năm cũng không đủ. Mẹ kiếp! Diệp Huyên đột nhiên không nhịn được chửi mắng. Căn bản là không trở về được. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn đã đi đến trước thành cổ kia. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn, phía trên cửa thành có ba chữ to, Mông Cự Thành. Diệp Huyên đang muốn đi vào, đột nhiên, hắn quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, một đám ma nhân cưỡi một loại giống như quỷ sói từ từ đi tới. Đám ma nhân này mặc áo giáp, rất rõ ràng, là binh lính. Mà phía sau đám binh lính này, kéo theo mấy lồng sắt, trong lồng sắt toàn bộ đều là con người, có nam có nữ, xấp xỉ khoảng hơn 30 người. Diệp Huyên nhìn thấy vậy, chân mày cau lại. Con người ở nơi này cuộc sống tệ như vậy sao? Đúng lúc này, đám ma nhân kia cũng nhìn thấy Diệp Huyên, khi nhìn thấy Diệp Huyên, đám ma nhân kia đều hơi ngẩn người, vậy mà có loài người. Hơn nữa còn quang minh chính đại đứng ở nơi này. Những người trong lồng sắt cũng đang nhìn Diệp Huyên, một vài người trong ánh mắt tràn ngập sự tò mò, còn có một vài người trong mắt đầy sự châm chọc. Đúng lúc này, ma nhân cầm đầu đột nhiên cưỡi yêu thú đi đến trước mặt Diệp Huyên, hắn ta nhìn xuống Diệp Huyên, quỳ xuống. Quỳ xuống. Diệp Huyên vừa nghe, cơn tức đến ngay lập tức. Diệp Huyên không nói hai lời, trực tiếp bay lên đạp một cước, ma nhân kia còn không chưa phản ứng lại, đầu đã bị một cước của Diệp Huyên đá bay đi. Tại đây, tất cả ma nhân và con người đều ngớ người. Đúng lúc này, trong đó một gã ma nhân đột nhiên phục hồi lại tinh thần, hắn ta tức giận chỉ Diệp Huyên, đồ loài người thấp hèn, ngươi. Diệp Huyên đột nhiên vớ lấy một tảng đá trên mặt đất, ném mạnh đi. Ầm. Tên ma nhân kia trực tiếp bị tảng đá đập trúng, đầu nở hoa trong nháy mắt. Mà Diệp Huyên không dừng lại, hắn nhún người nhảy lên, hướng về phía đám ma nhân kia. Tốc độ của hắn cực nhanh, tựa như hổ đói vồ mồi, trực tiếp bổ nhào lên trước mặt một tên ma nhân, sau đó đấm một quyền vào cổ họng hắn ta. Răng rắc. Cổ họng tên ma nhân kia bị một quyền này xuyên qua, máu tươi bắn tung tóe. Mà lúc này, Diệp Huyên đột nhiên lại biến mất tại chỗ. Rất nhanh, toàn bộ ma nhân ở đây đều nằm trên mặt đất, chết đều rất thảm, bởi vì Diệp Huyên dùng nắm đấm không đẹp trai như kiếm, nhưng rất bạo lực. Diệp Huyên đi đến trước những lồng sắt, hắn trực tiếp dùng mấy quyền, xích sắt của những lồng sắt kia bị đánh đứt. Diệp Huyên nhìn những người kia, các ngươi tự do rồi. Nói xong, hắn xoay người rời đi, dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại nói, các ngươi có thể đi theo ta. Hắn cảm thấy, cứu người nên cứu đến cùng, bởi vì thực lực của những người này đều rất thấp, nếu không cứu đến cùng, những người này khẳng định sẽ bị giết. Bởi vì hắn giết đám ma nhân này, những ma nhân khác chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Cho nên, hắn phải chịu trách nhiệm đến cùng. Đúng lúc này, một người mập mạp đột nhiên vào tới trước mặt Diệp Huyên, hắn ta tức giận chỉ Diệp Huyên, ai muốn ngươi cứu? Diệp Huyên có chút ngơ ngác.
Gã mập nhìn Diệp Huyên đầy thù hận, giận dữ nói, bọn chúng mang chúng ta đi, nhiều nhất chỉ là ngược đãi chúng ta một chút, sau đó để chúng ta làm trở thành nô lệ của bọn chúng, mà hiện tại, ngươi đã cứu chúng ta, bọn chúng sẽ giết chúng ta. Đều là ngươi, đồ ngu xuẩn, ngươi. Diệp Huyên đột nhiên tát một cái lên mặt gã mập. 3. Gã mập trực tiếp ngã xuống đất, không chết, chỉ là bị hủy dung rồi. Tiếp theo, dưới ánh mắt của mọi người, Diệp Huyên kéo gã mập đến trước một lồng sắt, hắn vứt gã mập vào trong lồng sắt, sau đó dùng xích sắt khóa lại. Diệp Huyên nhìn gã mập, thật xin lỗi, ta không biết ngươi thích làm nô lệ. Là lỗi của ta không nên cứu ngươi. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Lúc này, một cô bé loài người đột nhiên run giọng nói, ngươi là ai? Ta là ai? Diệp Huyên chớp chớp mắt, sau đó nói, có từng nghe qua về thần đình vũ trụ không? Cô bé lắc đầu. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, ta chính là, người sáng lập thần đình vũ trụ, Diệp Thần. Ngươi có biết pháp tắc vũ trụ không? Cô bé lắc đầu. Diệp Huyên nghiêm túc nói, pháp tắc vũ trụ, tổng cộng có 9 pháp tắc. Các nàng đều là do ta tạo ra để bảo vệ vũ trụ. Nhưng, sau này các nàng trở nên mạnh hơn, liên kết lại xử lý ta. Hiện tại ta đang chuyển thế tu luyện lại, ngươi nghe có hiểu không? Cô bé. Chấm 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 chấm. Mông Cự Thành. Diệp Huyên dẫn 30 người đi vào Mông Cự Thành, hơn 30 người kia lúc này đều rất hoảng sợ, bọn họ chỉ có thể đi theo Diệp Huyên. Ở ma vực, loài người thuộc tầng lớp nô lệ. Chỉ có thể bị ma nhân nô dịch. Mà hiện tại, người trước mắt này lại giết chết ma nhân. Nhưng ma nhân kia chắc chắn sẽ không tha cho bọn họ. Đi theo Diệp Huyên, có lẽ còn có thể được sống. Khi đi vào Mông Cự Thành, nhóm người Diệp Huyên lập tức thu hút tầm mắt tất cả ma nhân. Loài người. Toàn bộ ma nhân đều nhìn chằm chằm Diệp Huyên đang dẫn đầu. Diệp Huyên đột nhiên lướt mắt nhìn ma nhân xung quanh. Mắng giận, nhìn cái gì mà nhìn. Không phục thì đến đánh ta đi. Tất cả ma nhân đều sửng sốt. Mẹ nó. Kiêu căng đến vậy sao? Lúc này, một ma nhân trong đó đột nhiên lao đến trước mặt Diệp Huyên, y đang định nói thì lúc đó, Diệp Huyên bỗng xông lên trước, đánh một quyền lên gáy y. Bốp. Đầu ma nhân kia lập tức nổ tung, máu tươi tung tóe. Trong sân, ma nhân đều ngây người. Mà những người loài người sau lưng Diệp Huyên cũng có chút ngơ ngác. Loài người này sao lại mạnh như vậy? Diệp Huyên tiếp tục đi về phía trước, hắn căn bản sẽ không nói đạo lý hoặc nhân từ ở nơi này. Địa vị loài người ở nơi này rất thấp, người lại đi nói đạo lý với ma nhân sao? Đối phương căn bản sẽ không nghe. Nắm đấm là trực tiếp nhất. Ngay lúc này, càng lúc càng nhiều ma nhân vây quanh nhóm người Diệp Huyên, khi nhìn nhóm người Diệp Huyên. Ánh mắt những ma nhân này đều ngập tràn sát ý. Lúc đó, một nhóm binh lính đột nhiên từ phía xa xông đến. Ước chừng đến mấy trăm người. Đứng đầu là một người đàn ông trung niên tay cầm đại khảm đao, khi xông đến trước mặt nhóm người Diệp Huyên, người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên chằm chằm, đang định lên tiếng thì Diệp Huyên đã tiến lên đánh bạt tai một cái. Bốp! Mọi người vẫn chưa kịp phản ứng lại thì người đàn ông trung niên kia đã ngã xuống dưới đất nhưng vẫn chưa chết, rõ ràng Diệp Huyên đã nương tay. Diệp Huyên lập tức đạp vào ngực người đàn ông trung niên, lên đi, nói cho ta biết đây là nơi nào. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên chằm chằm, ánh mắt đầy vẻ oán độc, loài người ti tiện, ngươi. Diệp Huyên bỗng đá mạnh một cước. Người đàn ông trung niên lập tức bị một cước này giẫm nát. Trong sân, những ma nhân kia bỗng chốc sợ hãi. Người đàn ông trung niên này là dũng sĩ mãnh nhất trong thành bọn họ, mà lại bị giết chết như vậy sao? Diệp Huyên đưa những người còn lại đi vào trong thành, trên đường không ma nhân nào dám ra tay cả. Rất nhanh sau đó, Diệp Huyên đưa hơn 30 người đến phủ thành chủ, mà lúc này, trước phủ thành chủ đã tụ tập cả mấy trăm binh lính ma nhân rồi. Đứng đầu là một ma nhân khá mập mạp. Rõ ràng đây chính là thành chủ. Thành chủ béo kia nhìn Diệp Huyên, rốt cuộc ngươi là ai? Diệp Huyên đột nhiên biến mất tại chỗ, tiếp đó, thành chủ béo kia lập tức bị một tay giữ chặt sau gáy. Chính là tay của Diệp Huyên. Nhìn thấy thành chủ một chiêu đã bị chế ngự,
các ma nhân trong sân đều sửng sốt. Diệp Huyên nhìn thành chủ béo, ra lệnh thả tất cả loài người trong thành ra. Còn nữa, ta muốn biết đây là nơi nào. Thành chủ béo vội gật đầu, run giọng nói, mau, mau thả toàn bộ nô lệ. Diệp Huyên đưa thành chủ béo vào trong phủ thành chủ. Trong sân nhỏ, Diệp Huyên ngồi trên ghế đá, trước mặt hắn là thành chủ béo kia. Mà lúc này, thành chủ béo đang giới thiệu cho Diệp Huyên về thế giới này. Qua một lúc lâu sau, Diệp Huyên đã hiểu được đại khái ma vực này. Ma vực này chia thành bốn giới, lần lượt là thượng giới, ma giới, nguyên giới, lâm giới. Bốn giới mạnh ai nấy sống. Chuyện đáng nói là tuy bốn giới mạnh ai nấy sống, nhưng bốn giới đều tôn thờ đại ma chủ. Rất lâu về trước, cả ma vực này thực ra là một thể, mà lúc đó ma chủ mạnh nhất ma vực chính là chủ của cả ma vực, thế nhưng sau này ma chủ không hiểu sao lại biến mất, vì vậy, ma vực mới phân thành bốn giới. Mặc dù như vậy, nhưng ma nhân bốn giới vẫn như cũ, tôn thờ đại ma chủ. Vị trí hiện tại của hắn chính là ma giới, đương nhiên, vị trí hiện tại này của hắn cũng rất hẻo lánh. Diệp Huyên trầm mặc. Nếu hắn muốn quay về thì phải đi Ma Đô, bởi vì nơi đó có khả năng có truyền tống trận tinh vực. Đương nhiên, cũng chỉ là có khả năng, hắn cũng không dám chắc chắn. Thật ra, hiện tại hắn có chút nghi ngờ người đàn ông thanh niên tại sao lại muốn đưa bản thân hắn đến nơi này. Chẳng lẽ thật sự chỉ để rèn luyện bản thân sao? Hay là nói muốn để bản thân đến cứu vớt loài người? Không thể không nói, địa vị loài người nơi này thật sự rất thấp, không đúng, là thật sự không có địa vị. Loài người nơi này, sinh ra đã là mệnh nô tài thì căn không có bất cứ địa vị gì. Sống quá thảm. Diệp Huyên lắc đầu. Cũng may ma vực này cách vũ trụ cửu duy khá gần, nếu không e rằng hai bên cũng sẽ không lành rồi. Diệp Huyên đứng dậy rời đi, hắn đến trước cửa phủ thành chủ, lúc này, nơi này đã tập trung hơn vạn loài người. Đều là nô lệ loài người ở trong thành được thả ra. Lúc này, toàn bộ nô lệ loài người đều đang nhìn Diệp Huyên, ánh mắt bọn họ tràn ngập hiếu kỳ và mù mờ. Diệp Huyên nhìn những người đó trong sân, trong lòng hắn thầm thở dài. Hắn cảm thấy, chuyện này có phút phiền phức. Ánh mắt những loài người này căn bản không có ý chí chiến đấu. Dấu vết nô lệ đã khắc sâu trong đầu họ. Cứu thế nào? Diệp Huyên cũng đau đầu. Chẳng lẽ bản thân vừa đến đã phải tuyên chiến với chế độ của cả ma vực sao? Hắn biết rõ bản thân hắn không có sức lớn như vậy. Ma vực này chắc chắn cũng không yếu hơn bất tử đế tộc của vũ trụ cửu duy quá nhiều. Muốn dùng sức một mình chống lại cả ma vực, đây là chuyện không thể. Nhưng những người trước mắt này, chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy sao? Hắn biết rõ bản thân đã giết chết ma nhân, nếu hắn rời đi thì loài người nơi này sẽ rất thảm. Chấm. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên thấp giọng thở dài, sau đó nói, các ngươi không có gì muốn nói cả sao? Ở bên dưới, không một ai nói gì. Diệp Huyên do dự chốc lát, sau đó nói, các ngươi có muốn đoạt lấy tự do hay không? Lúc này, một người đàn ông bước ra. Y nhìn Diệp Huyên, muốn. Diệp Huyên nhìn người đàn ông, cười nói, tên gì? Người đàn ông nhìn thẳng Diệp Huyên, Lâm Viêm. Diệp Huyên gật đầu, từ giờ trở đi, những người này do ngươi quản. Lâm Viêm lập tức quỳ xuống, xin ngươi hãy dạy chúng ta võ đạo. Trong đám người nhân loại đó, rất nhiều người cũng đều quỳ xuống. Muốn thay đổi vận mệnh, bắt buộc phải học võ. Mà lúc trước, loài người lại không có tư cách học võ. Diệp Huyên khẽ gật đầu, được. Lúc này, một người đàn ông đột nhiên nói, chúng ta phải đến nhân giới. Nhân giới? Diệp Huyên khẽ nhíu mày, có nơi đó sao? Người đàn ông kia vội gật đầu, có. Nghe nói nhân giới đều là loài người, không có ma nhân. Ở đó loài người không phải nô lệ. Diệp Huyên quay đầu nhìn thành chủ béo gần đó. Hắn run giọng nói, nhân giới đúng là có tồn tại, nơi đó, có một loài người rất mạnh bảo vệ ở đó, hơn nữa còn truyền thụ võ đạo. Diệp Huyên ngây người, sau đó khẽ nói, không phải là lão tổ đạo môn đấy chứ. Hắn từng nghe tộc trưởng Đông Lý Thanh nói, lão tổ đạo môn đã đến ma vực. Nghĩ đến đây, hắn lại hỏi, từ đây đi nhân giới bao xa? Thành chủ béo do dự chốc lát,
sau đó nói, lộ trình ngắn nhất là một tháng, nếu các người đi đến Thiên Đô Thành thì có thể đến nhân giới tốc độ nhanh nhất, vì ở đó có truyền tống trận. Lúc này, Lâm Viêm kia bỗng nói, ngươi là muốn hại chết chúng ta. Thành chủ béo liếc nhìn Lâm Viêm, không nói gì. Diệp Huyên nói, bên đó có nhiều cao thủ ma nhân hơn, đúng không? Lâm Viêm gật đầu, trầm giọng nói, đúng vậy, bên đó có rất nhiều cao thủ ma nhân, nhưng nơi đó quả thực có truyền tống trận. Diệp Huyên gật đầu, hắn nhìn thành chủ béo kia, đưa toàn bộ yêu thú thuần hóa trong thành đến đây. Thành chủ béo không dám từ chối, lập tức phái một binh lính đi, ngay sau đó, một yêu thú thuần hóa trong thành đều bị gọi đến. Diệp Huyên nhìn những người loài người trước mặt, tất cả lên ngựa, đi về phía Thiên Đô Thành. Lâm Viêm do dự chốc lát, sau đó nói, bên đó. Diệp Huyên cười nói, không sao. Nhìn thấy Diệp Huyên tự tin như vậy, Lâm Viêm cũng không dám chần chừ, y quay người nhìn những người loài người kia, giống lớn, toàn bộ lên yêu thú. Đi về Thiên Đô Thành. Nhưng không ai động đậy. Thấy vậy, Lâm Viêm giống giận nói. Không đi thì cứ ở đây chờ chết đi. Nghe thấy thế, những người kia cuối cùng cũng di chuyển. Rất nhanh sau đó, Diệp Huyên đưa nhóm người rời khỏi Mông Cự Thành, đi thẳng về Thiên Đô Thành. Thấy nhóm người Diệp Huyên rời đi, thành chủ béo kia vội vàng lấy ra một viên đá truyền âm. Chấm chấm chấm. Bên ngoài thành, Lâm Viên nhìn Diệp Huyên bên cạnh, y do dự, chúng ta nên giết chết thành chủ trong thành kia, nếu không hắn sẽ báo tin. Diệp Huyên cười nói, không sao cả. Lâm Viêm khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Hiện tại y có thể làm là tin tưởng loài người trước mặt này. Bởi vì y không còn lựa chọn nào khác. Mà lúc này, mặt đất phía xa đột nhiên dao động, tiếp đó, một nhóm kỵ binh từ phía xa chạy lao về đây. Kỵ binh ma nhân. Nhìn thấy những kỵ binh ma nhân này, loài người trong sân lập tức hoảng sợ. Nhiều người sợ đến mức trực tiếp rơi ngã xuống yêu thú. Lâm Viêm đột nhiên gào lên, bình tĩnh. Thế nhưng, những người kia căn bản không hề bình tĩnh, một vài kẻ còn trực tiếp bỏ chạy, còn có mấy người thì sợ đến mức chân mềm nhũn. Ngay lúc ấy, một người đàn ông trong sân đột nhiên chỉ Diệp Huyên, giống giật, đều là do ngươi, chúng ta vốn sẽ không chết, là do ngươi, bây giờ thì hay rồi. Ngươi muốn hại chết tất cả chúng ta mà. Nghe thấy lời của người đàn ông, hàng loạt người trong sân đều nhìn Diệp Huyên, sau đó, mọi người bắt đầu oán giận Diệp Huyên. Đều do hắn, nếu không phải do hắn, chúng ta vẫn còn ở trong thành, tuy sống có chút cực khổ, nhưng sẽ không chết, đều do hắn. Ta không muốn chết, đều là do loài người này, người đưa chúng ta quay về đi. Thôi rồi, ta không nên đi ra ngoài. Trong sân, rất nhiều người khi nhìn Diệp Huyên. Ánh mắt đều có vẻ oán giận. Diệp Huyên im lặng không nói. Giờ khắc này, cuối cùng hắn cũng hiểu một chuyện. Người mà, chỉ có thể tự cứu. Lúc này, Lâm Viêm bên cạnh tiến lên rút một đao, trực tiếp đâm chết người đàn ông lên tiếng đầu tiên lúc nãy. Lâm Viêm nhìn xung quanh, tức giận nói, là hắn đã cứu chúng ta. Một người đàn ông trong đó tức giận nói, người có nhìn thấy chưa? Có hơn một vạn kỵ binh ma nhân đấy. Ngươi đánh được sao? Hắn căn bản không đánh được. Chúng ta sẽ bị ma nhân lăng trì đến chết. Người khác cũng tức giận nói, hắn căn bản không phải đang cứu chúng ta, hắn là hại chúng ta. Lâm Viêm đang định nói thì lúc này, Diệp Huyên đột nhiên vỗ nhẹ vai y. Lâm Viêm nhìn Diệp Huyên, ta không sợ chết. Diệp Huyên cười nói, ta biết. Nói rồi, hắn dẫn Lâm Viêm sang bên cạnh. Hắn nhìn đám người loài người kia, cười nói, nếu muốn sống, thì có thể ra phía sau ta. Đám người kia nhìn Diệp Huyên, không ai chuyển động. Lúc này, một người đàn ông dẫn đầu đột nhiên lớn tiếng nói, mọi người đừng tin hắn căn bản không đánh được nhiều ma nhân như vậy. Lát nữa chúng ta cầu xin, ma nhân chắc chắn sẽ tha cho chúng ta. Bởi vì bọn họ chắc chắn cần nô lệ, chúng ta nhiều nô lệ như vậy có thể giúp bọn họ làm rất nhiều việc. Bọn họ sẽ không giết chúng ta đâu. Nghe thấy lời của người đàn ông, những người kia lập tức dao động. Lúc này, một cô bé đột nhiên chậm chậm chạy đến phía sau Diệp Huyên, cô bé này chính là cô bé mà trước đó Diệp Huyên đã cứu ở ngoài thành. Cô bé ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, cô bé do dự chốc lát rồi nói, ta tin ngươi.
Nói rồi cô bé chợt ngừng lại rồi nói, Diệp thần ca ca, ta có thể gia nhập vũ trụ thần đình không? Ta muốn đi cùng ngươi. Diệp Huyên. Ngay lúc này, đám kỵ binh ma nhân ở phía xa kia đã lao đến trước mặt, người đàn ông dẫn đầu ở phía xa đột nhiên dẫn đám người sau lưng chạy đến trước mặt đám kỵ binh ma nhân kia, người đàn ông vội vàng dẫn theo mọi người quỳ xuống, người đàn ông tức giận chỉ về phía Diệp Huyên phía xa, không biết đang nói gì mà rất kích động. Những người còn lại cũng đều dập đầu, liên tục van xin. Người đàn ông dẫn đầu càng nói càng kích động, cuối cùng dáng vẻ như thể Diệp Huyên giết chết cha mẹ y vậy, chỉ hận không thể ăn thịt uống máu Diệp Huyên. Thấy vậy, Diệp Huyên cũng cạn lời. Thực sự hắn không giận, bởi vì hắn hiểu nhân tính. Đồng thời, hắn cũng biết, lúc trước bản thân đã làm ra một chuyện vô cùng ngu ngốc. Diệp Huyên không phải là đấng cứu thế, những người này căn bản không cần hắn đến cứu. Cũng giống như chuyện lúc trước Thanh Nhi không cứu vũ trụ ngũ duy vậy. Nàng thực sự không có thực lực đó sao? Nàng có. Nhưng, nàng không muốn cứu. Bởi vì nàng biết rõ nhân tính. Nếu người vũ trụ ngũ duy đã không muốn thay đổi, thì dù ai đến cứu cũng không được. Loài người liên tục tự tìm chỗ chết trong vũ trụ mênh mông, cuối cùng sẽ bị vũ trụ trừng phạt. Ngay lúc này, một kỵ binh ma nhân phía xa đột nhiên nâng tay hạ đao xuống. Vù! Người đàn ông đang nói chuyện kia lập tức bị một đao chém thành hai nửa, máu tươi và nội tạng tràn lan khắp nơi. Những loài người khác cũng lập tức ngây người. Lúc này, thống lĩnh kỵ binh ma nhân bỗng nói, giết. Vừa dứt lời, một đám ma nhân lập tức nâng đao, ngay sau đó, trong sân vang lên từng tiếng kêu rên thảm thiết. Còn Diệp Huyên đứng ở một bên bình tĩnh xem, không hề có ý định ra tay. Mà những người loài người kia lúc này cũng định thần lại, sau đó điên cuồng chạy về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên vẫn chưa ra tay. Những người kia nhìn Diệp Huyên, vừa chạy vừa cầu xin cứu. Diệp Huyên vẫn thờ ơ như cũ. Rất nhanh sau đó, toàn bộ loài người đều bị giết sạch. Mặt đất đều là thi thể và máu tươi. Mà lúc này, đám kỵ binh ma nhân kia đã đến trước mặt ba người Diệp Huyên. Lâm Viêm nhìn những kỵ binh đó chằm chằm, mặc dù hắn có chút hoảng nhưng ánh mắt không hề lo sợ. Còn cô bé kia thì khẽ kéo góc áo Diệp Huyên, cô bé sợ đến sắp khóc rồi. Thống lĩnh kỵ binh ma nhân dẫn đầu nhìn Diệp Huyên, đang định nói thì đột nhiên Diệp Huyên vươn người lên cao, lúc thống lĩnh kỵ binh ma nhân còn chưa kịp phản ứng thì hắn đánh một quyền vào mặt đối phương. Đầu thống lĩnh kỵ binh ma nhân kia lập tức nổ tung, máu tươi tung tóe. Sau khi dùng một chiêu đã giết chết thống lĩnh kỵ binh, Diệp Huyên đột nhiên xông vào giữa đám kỵ binh ma nhân, ngay sau đó, từng tiếng nổ vang lên không dứt. Từng quyền đánh vào thịt. Không lâu sau, hơn một vạn kỵ binh đó đều ngã xuống. Mặc dù hiện tại Diệp Huyên đang bị phong ấn tu vi, chỉ có thân thể quy nhất cảnh, nhưng đó cũng không phải thứ mà người bình thường chịu đựng được. Nhìn thấy Diệp Huyên dễ dàng đã diệt gọn những kỵ binh kia, Lâm Viêm lập tức ngây người. Diệp Huyên nhìn từng thi thể ma nhân kia ở dưới đất, sau đó ngó sang Lâm Viêm và cô bé ở phía xa, chúng ta đi thôi. Nhanh chóng, ba người lại tiếp tục lên đường. Lần này đã yên tĩnh hơn rất nhiều. Lâm Viêm cũng không dám nói gì. Cô bé liếc nhìn Diệp Huyên, mấy lần muốn mở lời nhưng lại nhịn xuống. Bên trên yêu thú, Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt lại, trầm tư. Lúc này nội tâm hắn vô cùng kinh ngạc. Vì hắn phát hiện ra một vấn đề, chính là vừa nãy hắn lại cảm nhận được kiếm ý của bản thân. Kiếm ý thiện ác. Nhưng nhanh chóng đã biến mất rồi. Nhưng lại bị kiếm khí mà người đàn ông mặc thanh sam để lại trong cơ thể trấn áp rồi. Thế nào là thiện? Hắn ra tay cứu người, đây là thiện. Thế nào là ác? Hắn thấy chết không cứu, đây là ác. Nhưng, dù là cứu hay không cứu, hắn cũng không thẹn với lương tâm. Giữa thiện và ác. Diệp Huyên mở mắt, khóe miệng khẽ cười nhạt. Thật ra làm người tốt thật sự quá mệt mỏi, vì ngươi phải chiều theo những người có ác ý với ngươi. Mà thói hư tật xấu của loài người chính là khi đối mặt với kẻ ác thì khúm núm ti tiện, thành thật tột cùng, mà khi đối mặt với người tốt thì bọn họ lại ác độc không chịu nổi. Dựa vào đâu mà người tốt phải chiều theo người ác?
Diệp Huyên hắn sẽ không làm kiểu người tốt tệ hại như vậy, đối với hắn mà nói, lão đây có thể cứu ngươi, nhưng cũng có thể giết ngươi được. Lúc này, cô bé đột nhiên nói, Diệp Huyên ca ca. Diệp Huyên nhìn cô bé, cười nói, sao vậy? Cô bé do dự chốc lát sau đó nói, sao huynh lại lợi hại như vậy? Diệp Huyên chớp mắt, bởi vì ta tu luyện, muội muốn tu luyện không? Cô bé gật đầu thật mạnh. Diệp Huyên khẽ cười, tay phải hắn để giữa hàng mày cô bé, sau đó chuyển đạo kinh từ quyển 1 đến quyển 9 vào trong đầu cô bé, nhưng hắn lại phong ấn toàn bộ. Ví dụ như, bắt buộc phải tu luyện xong quyển thứ nhất thì mới có thể đi tu luyện quyển thứ hai. Như nghĩ đến gì đó, hắn nhìn Lâm Viêm kia, Lâm Viêm lập tức xoay mình xuống ngựa, quỳ một gối nói ta nguyện trung thành với các hạ. Diệp Huyên lắc đầu, ngươi không cần trung thành với ta. Nói rồi hắn cũng truyền đạo kinh cho Lâm Viêm. Lâm Viêm đột nhiên quỳ xuống, dập mạnh đầu. Phương pháp tu luyện. Ở ma vực này, công pháp có thể cho loài người tu luyện rất ít. Bởi vì đều đã bị ma nhân phá hủy. Có thể nói, một loài người bình thường tu luyện công pháp, đối với loài người mà nói, điều đó vô cùng quý giá. Mà Diệp Huyên cho y không chỉ là công pháp bình thường. Diệp Huyên đỡ Lâm Viêm dậy, đứng dậy đi, sau này đừng có hở tí là lại quỳ xuống. Lâm Viêm lắc đầu, như vậy đã đủ thay đổi vận mệnh ta rồi. Diệp Huyên cười nói, quen biết là do duyên phận. Lâm Viêm nhìn Diệp Huyên, khẽ gật đầu. Ngay lúc này, phía sau ba người đột nhiên vang lên tiếng yêu thú chạy như điên dại. Vẻ mặt Lâm Viêm thay đổi, y quay đầu nhìn, ở cách đó không xa. Một đám kỵ binh yêu thú điên cuồng chạy đến, nhưng yêu thú này có hình thể khổng lồ, hơn nữa còn mặc áo giáp, cơ thể lại càng mạnh mẽ. Khi cảm nhận được hơi thở những yêu thú này, những yêu thú mà ba người cưỡi lập tức quỳ rạp xuống đất, run rẩy không thôi. Diệp Huyên có chút kinh sợ trong lòng, cấp bậc những yêu thú này rất cao, vậy mà đều là cấp bậc thành đạo cảnh cả. Thống lĩnh kỵ binh dẫn đầu kia còn đạt đến quy nhất cảnh. Không đơn giản. Chuyện đang nói là phẩm cấp áo giáp những yêu thú mặc trên người cũng rất cao, ít nhất cũng là bảo vật cấp bậc thành đạo cảnh. Nhìn thấy áo giáp này, Diệp Huyên nhớ đến tấm khiên cổ của tên nhóc màu trắng kia. Mẹ nó! Có khiên cổ đó ở đây, hắn ở đây chẳng phải là tung hoành rồi sao? Đáng tiếc, tấm khiên cổ đó không ở đây. Quá đáng tiếc! Diệp Huyên thở dài trong lòng, lại nhìn về phía xa. Ở giữa đám kỵ binh yêu thú còn có một xe ngựa khổng lồ xa hoa, yêu thú kéo xe ngựa đó cũng là quy nhất cảnh đỉnh cao, hơi thở cực kỳ mạnh mẽ. Diệp Huyên thầm nói trong lòng, thân phận đám người này không hề đơn giản. Đám kỵ binh ma nhân đó càng lúc càng đến gần, mục tiêu của bọn chúng không phải ba người Diệp Huyên mà là Thiên Đô Thành phía xa kia. Ánh mắt thống lĩnh kỵ binh ma nhân dẫn đầu vẫn luôn nhìn Diệp Huyên chằm chằm, Diệp Huyên cũng không yếu thế nhìn thẳng lại, hắn sợ gì chứ? Thống lĩnh kỵ binh ma nhân kia không hề ra tay, mà lúc một hàng kỵ binh đi qua Diệp Huyên thì một âm thanh đột nhiên vang lên từ trong xe ngựa, dừng. Vừa dứt lời, đám kỵ binh kia lập tức dừng lại. Diệp Huyên nhìn xe ngựa kia, lúc này, cửa sổ xe ngựa đột nhiên mở ra, Diệp Huyên nhìn thấy một cô gái. Cô gái ma nhân. Cô gái ma nhân này ngoài ánh mắt ra, thật sự không có gì khác với loài người, khác biệt duy nhất là đôi mắt sâu màu tím. Không thể không nói, cô gái ma nhân này rất đẹp, ngũ quan tinh xảo, hoàn toàn không có chút tì vết nào, nhưng lại quá lạnh lùng. Kiêu ngạo. Cô gái ma nhân cứ nhìn Diệp Huyên như vậy, Diệp Huyên cũng cứ vậy mà nhìn cô gái ma nhân. Nhìn thấy Diệp Huyên và cô gái ma nhân nhìn nhau, một thị vệ kỵ binh ma nhân đột nhiên đâm thương vào hai mắt Diệp Huyên, thế nhưng, Diệp Huyên tốc độ nhanh hơn, ngay khi thị vệ kia đâm thương ra, Diệp Huyên lập tức đánh một quyền vào cổ họng y. Răng rắc. Tiếng xương gãy bỗng vang lên, ngay sau đó, thị vệ ma nhân kia lập tức ngã xuống. Một chiêu miểu sát. Nhìn thấy đã ra tay, những kỵ binh ma nhân xung quanh lập tức vây ba người Diệp Huyên lại, đang định ra tay thì lúc này, cô gái ma nhân kia đưa tay lên, những kỵ binh ma nhân kia lần lượt dừng lại. Cô gái ma nhân nhìn Diệp Huyên, người rất gan dạ. Diệp Huyên khẽ cười, sau đó nhìn Lâm Viêm và cô bé, chúng ta đi thôi. Ngay lúc ấy, thống lĩnh kỵ binh ma nhân kia đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên,
kỵ binh ma nhân nhìn Diệp Huyên, cho ngươi đi rồi sao? Lúc đó, bất chợt, sắc mặt thống lĩnh kỵ binh ma nhân kia thay đổi, dựng thương chặn ngang. Diệp Huyên đánh một quyền xuống. Ầm. Thương dài nứt gãy, nắm đấm của Diệp Huyên đã đánh vào trên đầu thống lĩnh kỵ binh ma nhân. Ầm. Yêu thú bên kỵ binh ma nhân kia lập tức kêu giống lên thảm thương, sau đó ngã xuống mặt đất, còn thống lĩnh kỵ binh ma nhân kia cũng tê liệt ngã xuống đất nhưng vẫn chưa chết, bởi vì mũ sắt đã ngăn lại phần lớn sức mạnh. Những kỵ binh ma nhân xung quanh cũng ngây người. Ánh mắt cô gái ma nhân kia cũng có chút kinh ngạc. Diệp Huyên đột nhiên đạp chân phải lên ngực thống lĩnh kỵ binh ma nhân, hắn nhìn thống lĩnh kỵ binh ma nhân từ trên cao, thống lĩnh kỵ binh ma nhân nhìn hắn chằm chằm, đang định nói thì Diệp Huyên bỗng đạp mạnh chân phải. Ầm. Thân thể thống lĩnh kỵ binh ma nhân lập tức nổ tung, nội tạng văng tứ tung. Thần hồn bị tiêu diệt. Diệp Huyên vỗ tay, hắn liếc nhìn những kỵ binh ma nhân xung quanh, cuối cùng hắn nhìn cô gái ma nhân trong xe ngựa kia, bây giờ ta muốn đi. Người có vấn đề gì không? Uy hiếp. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, yêu thú quy nhất cảnh ở trước mặt cô gái ma nhân đột nhiên rít gào, nó muốn ra tay thì lúc này, Diệp Huyên bỗng lao đến trước mặt nó, nâng tay đánh qua một quyền. Một quyền này trực tiếp đánh vào đầu yêu thú kia. Ầm. Yêu thú lập tức bay đi, xe ngựa kia thoáng chốc đã hóa cho bụi, nhưng cô gái ma nhân kia không biết từ bao giờ đã xuất hiện sau lưng Diệp Huyên cách mấy chục trượng. Ở phía xa, yêu thú kia bay đi mấy trăm trượng rồi nặng nề rơi xuống đất, cả mặt đất lập tức nứt vỡ. Mà lúc này, Diệp Huyên bỗng bay lên trời, rồi như một quả pháo, phóng về phía yêu thú. Ầm. Dưới tầm nhìn của tất cả mọi người, đầu yêu thú kia lập tức bị một quyền của Diệp Huyên đánh trúng. Ầm. Đầu yêu thú lập tức lõm xuống mặt đất, Diệp Huyên lại quất mạnh một hồi, quyền xuống liên tục, rất nhanh sau đó. Yêu thú hùng mạnh kia cũng không còn động tĩnh gì nữa. Cứ vậy bị đánh chết rồi. Lúc này, những ma nhân xung quanh kia cuối cùng cũng sợ hãi rồi. Đó là yêu thú quy nhất cảnh đấy. Cứ vậy bị đánh chết rồi sao? Ở phía xa, cô gái ma nhân kia nhìn Diệp Huyên chằm chằm, không nói gì. Lúc này, Diệp Huyên chợt dừng lại, hắn quay người nhìn Lâm Viêm và cô bé kia, chúng ta đi. Ngay sau đó, ba người chậm rãi đi về phía xa. Cô gái ma nhân đột nhiên nói, ngươi là ai? Diệp Huyên chẳng buồn quay đầu, người đàn ông mà ngươi vĩnh viễn không thể có được. Cô gái ma nhân. Diệp Huyên dẫn Lâm Viêm và cô bé đi về Thiên Đô Thành phía xa. Bây giờ hắn chỉ nghĩ đến một vấn đề là sau khi sắp xếp ổn thỏa hai người bên cạnh mình đây thì phải nghĩ cách quay về vũ trụ cửu duy. Nhưng hắn biết, chuyện này chắc chắn không phải chuyện đơn giản. Nếu thật sự đơn giản như vậy thì người đàn ông áo xanh cũng sẽ không đưa hắn đến đây rồi. Hơn nữa, hiện tại tu vi hắn đã bị phong ấn, huyết mạch cũng bị phong ấn, chỉ còn mỗi thân thể. Chẳng lẽ người đàn ông áo xanh kia muốn để thân thể hắn trở nên mạnh hơn? Diệp Huyên có chút nghi hoặc trong lòng. Hắn luôn cảm thấy, người đàn ông áo xanh đưa hắn đến nơi này, không đơn giản chỉ là để rèn luyện. Ngay lúc này, ba người đã đến Thiên Đô Thành, vừa đến cửa thành thì bọn họ đã bị hai binh sĩ canh cổng chặn lại. Một binh sĩ canh cổng trong đó dùng trường thương chỉ vào Diệp Huyên, loài người ti tiện, các ngươi lại dám. Diệp Huyên tiến lên, đánh ra một quyền. Ầm. Binh sĩ ma nhân kia lập tức bị một quyền đánh vỡ đầu. Một đòn diệt gọn. Diệp Huyên lại đánh ra một quyền, binh sĩ ma nhân còn lại cũng bị một quyền của hắn trực tiếp đánh vỡ đầu. Diệp Huyên đưa hai người tiếp tục đi vào. Thế nhưng, vừa mới vào bên trong thành, hàng loạt ma nhân trong thành đều đồng loạt nhìn về hướng ba người Diệp Huyên. Ánh mắt những ma nhân này không hề che giấu sát ý. Vẻ mặt Diệp Huyên bình tĩnh, mà trước mặt hắn không xa có một đám ma nhân đang đứng, những người này không hề có ý định nhường đường. Diệp Huyên xông tới tung ra một đấm. Ầm. Một ma nhân dẫn đầu lập tức bị một quyền đánh vào ngực. Sau đó cơ thể thoáng chốc nổ tung, máu bắn như mưa. Thấy vậy, những ma nhân trong sân kia lập tức sững sờ. Loài người này sao lại ngạo mạn như vậy chứ? Diệp Huyên nhìn những ma nhân còn lại, sắc mặt họ thoáng chốc thay đổi, đều lùi về sau. Diệp Huyên đưa Lâm Viêm và cô bé tiếp tục đi vào,
như nghĩ đến gì đó, đột nhiên hắn quay đầu nhìn một ma nhân đứng gần đó, truyền tống trận đi thông tới nhân giới ở đâu. Ma nhân kia có chút e sợ liếc nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Lúc này, Diệp Huyên bỗng tiến lên nắm lấy cổ áo ma nhân kia, sau đó nhấc lên, hả miệng giống giận, lão tử hỏi ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Những ma nhân xung quanh kia đều khó tin nhìn Diệp Huyên. Mẹ nó! Trước giờ chưa từng thấy loài người nào ngông cuồng như vậy. Ma nhân kia sợ hãi tột độ, y vội chỉ về phía xa, run rẩy nói, đi thẳng. Diệp Huyên buông ma nhân kia ra, dẫn theo Lâm Viêm và cô bé đi về phía xa. Trên đường, rất nhiều ma nhân đều đang nhìn theo ba người Diệp Huyên. Vẻ mặt không tốt chút nào. Ngay lúc này, một ma nhân vóc người cao to đột nhiên đứng chắn trước ba người Diệp Huyên. Ma nhân kia nhìn Diệp Huyên, gương mặt đầy khinh thường, từ lúc nào mà loài người ti tiện lại có thể đi lại trên đường vậy? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, ta cảm thấy, cho dù là loài người hay yêu thú thì mọi người đều bình đẳng, các ngươi phân biệt chủng tộc như vậy, thật sự không tốt. Ma nhân kia đột nhiên tức giận chỉ vào Diệp Huyên, bình đẳng. Loài người các ngươi chẳng qua chỉ là nô lệ ti tiện. Các ngươi xứng để bình đẳng với ma nhân chúng ta sao? Ngươi! Vừa nói đến đây, Diệp Huyên bỗng chốc đã xuất hiện trước mặt y, ngay sau đó, trong tầm mắt của ma nhân, Diệp Huyên trực tiếp bóp lấy cổ họng ma nhân, sau đó đập mạnh cơ thể đối phương xuống đất. Bịch! Mặt đất lập tức nứt ra. Nhưng ma nhân kia không chết. Dưới tầm nhìn của toàn bộ ma nhân có mặt, Diệp Huyên đột nhiên nắm lấy mái tóc xoắn tít rối bời của đối phương, sau đó, hắn cứ vậy lôi kéo đối phương đi về phía trước. Lâm Viêm nhìn Diệp Huyên, vô cùng phấn khích, y vội đi theo. Cô bé cũng vội đi theo. Cứ như vậy, ba người tiếp tục đi về phía trước. Trên đường, ma nhân bị Diệp Huyên lôi đi kia liên tục kêu rên thảm thiết, mà dưới y là cả một vũng máu. Thấy vậy, những ma nhân xung quanh lập tức nổi giận, đây là đang sỉ nhục ma nhân mà. Nhưng lại không có ma nhân nào dám xông lên. Thực lực Diệp Huyên thể hiện thực sự quá đáng sợ. Ngay lúc này, mặt đất phía xa đột nhiên lại chấn động. Ngay sau đó, một đám binh lính ma nhân mặc áo giáp vội vàng lao tới. Ước chừng có khoảng mấy nghìn người. Dần đầu là một thống lĩnh ma nhân tay cầm trường thương. Khi nhìn thấy Diệp Huyên lôi kéo ma nhân kia trên mặt đất, sắc mặt thống lĩnh binh lính ma nhân đó lập tức trở nên hung tợn, hắn ta cầm trường thương tức giận chỉ vào Diệp Huyên, giết hắn. Diệp Huyên bỗng chốc dừng lại. Nhưng ngay sau đó, hắn lập tức phóng lên, tốc độ rất nhanh, ma nhân đi đầu vẫn chưa kịp phản ứng thì đầu y đã trực tiếp bay đi. Lập tức bị giết. Nhưng Diệp Huyên vẫn không dừng lại, hắn lập tức xông vào trong đám binh lính ma nhân đó, sau đó điên cuồng chém giết. Một quyền một người. Chẳng bao lâu sau, mấy nghìn người ngã xuống, chết vô cùng thảm thương, không phải nổ đầu thì toàn thân tan nát. Máu nhuộm đỏ cả đất. Diệp Huyên đứng trong đống thi thể, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, tay phải siết chặt. Lúc này, hắn lại cảm nhận được máu huyết sôi sục trong người. Chẳng lẽ huyết mạch sắp phá vỡ phong ấn? Trong đầu Diệp Huyên vừa nảy ra suy nghĩ này thì máu huyết lập tức bình tĩnh lại. Lại bị phong ấn rồi. Diệp Huyên cũng cạn lời. Không nghĩ nhiều, hắn nhìn thi thể ma nhân tại hiện trường. Đột nhiên hắn phát hiện ra là mình khá thích việc dùng nắm đấm. Nắm đấm mạnh bạo hơn cả kiếm. Mỗi một quyền đánh vào, đầu đối thủ sẽ nổ ngay lập tức, nó mang lại cho hắn cảm giác rất hưng phấn. Nắm đấm giết người trông bạo lực hơn so với kiếm, cũng khiến người ta kích thích hơn nhiều. Diệp Huyên cảm thấy, nếu để hắn giết thêm một vài người, nói không chừng có thể khiến huyết mạch phong ma trực tiếp phá bỏ phong ấn của người đàn ông áo xanh rồi. Đương nhiên, đây chỉ là cảm giác của hắn cũng không dám chắc chắn. Dù sao đó cũng là phong ấn mà người đàn ông áo xanh để lại. Ừ, là cha hắn đó. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên lắc đầu, sau này lão tử mà có con trai, cũng phải quăng nó đến nơi khác. Nói xong, hắn quay người đi đến trước mặt Lâm Viêm và cô bé, chúng ta đi thôi. Ba người tiếp tục đi. Như nghĩ đến gì đó. Diệp Huyên nhìn ma nhân đã bị hắn quăng xuống lúc nãy, ma nhân kia thấy Diệp Huyên nhìn sang, vội run giọng nói, tha mạng.
nhìn thấy Diệp Huyên giết chết mấy nghìn người chỉ trong thời gian ngắn như vậy, đầu óc y cũng tỉnh táo rồi. Người đàn ông trước mắt này tuy là nhân loại, nhưng đây là một người rất mạnh. Diệp Huyên chớp mắt, người cầu xin tha mạng với một nhân loại ti tiện sao? Ma nhân run giọng nói, ta thấy người nói có lý, cho dù là ma nhân, hay là loài người, thì mọi người, đều bình đẳng. Diệp Huyên đang định nói, ngay lúc này, một cô gái ma nhân ở bên cạnh đột nhiên tức giận nói, đồ hèn. Diệp Huyên nhìn cô gái kia, cô gái tức giận nhìn người đàn ông ở trước mặt Diệp Huyên kia, giận dữ nói, cho dù hắn mạnh mẽ tới đâu thì đó cũng là một tên loài người đê hèn, ma nhân ta vĩnh viễn sẽ không chịu khuất phục bởi loại người, thà chết. Diệp Huyên đột nhiên biến mất tại chỗ, ngay sau đó, đầu cô gái kia đập mạnh xuống đất. Bịch! Máu bắn khắp nơi. Không chết nhưng tu vi của cô gái lập tức biến hình. Diệp Huyên nhìn cô gái, nhếch miệng cười, người rất có khí phách nha. Nói rồi, hắn dẫm một chân lên chân trần của cô gái. Bịch! Chân phải cô gái lập tức nát bấy. Nhưng vẫn chưa kết thúc, Diệp Huyên lại dẫm thêm một cái. Ngay sau đó, cô gái đã bị Diệp Huyên dẫm nát tứ chi. Vẫn chưa hết, Diệp Huyên đột nhiên nắm tóc cô gái dậy, lúc này, cô gái run giọng nói, xin ngươi tha. Chưa nói dứt câu, đột nhiên Diệp Huyên nắm tóc cô gái, nện mạnh đầu xuống đất liên tục. Rất nhanh sau đó, mặt đất xung quanh đã xuất hiện một cái hố lớn. Kết thúc, Diệp Huyên ném thi thể cô gái qua một bên, trước mặt hắn là cả một vũng máu. Cảnh tượng này trực tiếp dọa sợ những ma nhân xung quanh. Những ma nhân kia đồng loạt lùi lại, nhìn Diệp Huyên như đang nhìn quái vật. Còn ma nhân lúc trước bị hắn quăng đi thì bị dọa sợ đến mức ngất đi. Quá bạo lực, Diệp Huyên vỗ tay, hắn quay đầu nhìn những ma nhân kia nhếch miệng cười, còn ai có khí phách như thế nữa không? Ta có thể chỉ những không phục. Mọi người nhìn Diệp Huyên, tựa như ma quỷ vậy. Mà bản thân hắn cũng không phát hiện ra là con ngươi của mình đã chuyển thành màu đỏ. Nhưng rất nhanh, Diệp Huyên cũng phát hiện có gì đó không đúng. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt. Bởi vì hắn phát hiện, huyết mạch trong cơ thể hắn lại bắt đầu sôi sục. Hắn có thể cảm nhận được, đó không phải huyết mạch bất tử, mà là huyết mạch phong ma. Nhưng rất nhanh sau đó, máu huyết trong cơ thể đã tĩnh lặng lại. Diệp Huyên nhíu mày. Đây là chuyện gì vậy? Một lúc sau, Diệp Huyên không nghĩ về nó nữa, hắn quay người nhìn Lâm Viêm và cô bé kia, cười nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, ba người tiếp tục đi vào. Mà lần này, không có ma nhân nào ngăn cản. Bên kia con đường, nơi đó có một chiếc xe ngựa, trong xe ngựa có một cô gái, chính là cô gái ma nhân từng gặp Diệp Huyên một lần ở ngoài thành lúc trước. Mọi chuyện xảy ra trên đường vừa nãy. Nàng ta đã nhìn thấy rõ. Ma nhân nhìn bóng lưng Diệp Huyên phía xa, không biết đang nghĩ gì. Lúc này, bên cạnh nàng ta không xa, một kỵ binh ma nhân đột nhiên nói, tiểu thư, trời sắp tối rồi. Chúng ta phải rời khỏi nơi này trước khi trời tối. Cô gái ma nhân liếc nhìn bầu trời, nàng ta khẽ gật đầu, buông rèm xuống. Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước. Diệp Huyên và Lâm Viêm cũng với cô bé đi đến truyền tống trong của Thiên Đô Thành, nơi này có hơn trăm truyền tống trận, có thể từ ma giới đi đến các nơi khác. Diệp Huyên nhìn những truyền tống trận đó, dưới mỗi một truyền tống trận đều có viết địa danh. Rất nhanh chóng, Diệp Huyên đã phát hiện truyền tống trận đi đến nhân giới. Diệp Huyên định đưa hai người đi thì lúc này Diệp Huyên đột nhiên quay người nhìn một hàng người đang đi đến. Chính là đám ma nhân mà hắn gặp được bên ngoài thành lúc trước. Những kỵ binh xung quanh cô gái đều nhìn đăm đăm Diệp Huyên, vẻ mặt vô cùng đề phòng. Cô gái liếc nhìn Diệp Huyên, sau đó dẫn theo người của mình tới gần. Diệp Huyên cũng không quá để tâm, hắn dẫn Lâm Viêm và cô bé đi về phía truyền tống trận. Thế nhưng, khi bọn họ sắp đi vào truyền tống trận, bầu trời bỗng nứt ra, một luồng sáng trắng xuất hiện. Mọi người chưa kịp phản ứng thì truyền tống trận đó lập tức biến thành hư vô. Khi ánh sáng trắng đó tản đi, một người đi ra ngoài, khi nhìn thấy kẻ này, Diệp Huyên ở phía xa thoáng chốc đã thay đổi sắc mặt, hắn giật mình liên tục lùi về sau, chết tiệt, chuyện quần què gì thế? Sở dĩ Diệp Huyên khiếp sợ như vậy là bởi vì hắn nhận ra người trước mắt.
Người này không phải ai khác, mà chính là Mục Tiểu Đao. Mục Tiểu Đao. Diệp Huyên nhìn Mục Tiểu Đao trước mặt, hơi choáng váng, mẹ nó, đây là thù lớn cỡ nào? Lại truy sát đến tận nơi này. Người phụ nữ này điên rồi sao? Mục Tiểu Đao chậm rãi nhắm mắt lại, sắc mặt ả ta hơi tái nhợt, rõ ràng, có lẽ trước đó đã tiêu hao không ít. Diệp Huyên liếc nhìn Mục Tiểu Đao, muốn chạy trốn. Nhưng hắn biết, bây giờ hắn căn bản chạy không thoát. Đừng nói bây giờ, dù là tu vi không bị phong ấn, hắn cũng không chắc thoát được người phụ nữ này. Đúng lúc này, Mục Tiểu Đao chợt mở mắt ra nhìn về phía Diệp Huyên, khóe miệng ả ta hơi cong lên, đã lâu không gặp. Diệp Huyên nhìn Mục Tiểu Đao, Mục cô nương, ta thật sự bội phục ngươi, thế mà ngươi có thể đuổi đến tận nơi này. Ngươi đúng là nhân tài. Mục Tiểu Đao đánh giá Diệp Huyên, ánh mắt ả ta đột nhiên sáng lên, tu vi của ngươi bị phong ấn. Vẻ mặt Diệp Huyên vẫn bình tĩnh, đúng vậy. Mục Tiểu Đao mở lòng bàn tay ra, một cây phi đao xuất hiện trong tay ả ta cười mà như không cười nhìn Diệp Huyên, nào, ta cho ngươi đấm một cú trước. Diệp Huyên. Một bên khác, cô gái ma nhân kia quan sát Mục Tiểu Đao, không biết đang suy nghĩ điều gì. Nhưng vào lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một hơi thở mạnh mẽ. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chân trời, không gian đột nhiên nứt vỡ, ngay sau đó, một người đàn ông trung niên đi ra. Là một ma nhân, cao thủ vĩnh hằng cảnh. Sau khi người đàn ông trung niên xuất hiện, ánh mắt lập tức chú ý đến đám người Diệp Huyên. Khi thấy đám người Diệp Huyên, ánh mắt người đàn ông trung niên lập tức trở nên lạnh lẽo, ma nhân trong thành là các ngươi giết. Diệp Huyên không nói gì. Mục Tiểu Đao chớp chớp mắt, sau đó thu hồi phi đao, rất rõ ràng, ả ta muốn xem kịch vui. Lúc này, đột nhiên sau lưng người đàn ông trung niên xuất hiện mấy chục người. Hơi thở của những người này đều rất mạnh, thấp nhất cũng là thành đạo cảnh. Người đàn ông trung niên thoáng nhìn đám người Diệp Huyên, sau đó nói, giết. Vừa dứt lời, những người phía sau hắn ta đột nhiên xông về phía đám người bọn họ. Những người kia không chỉ nhằm vào Diệp Huyên, ngay cả Mục Tiểu Đao bọn họ cũng nhằm vào. Nhìn thấy cảnh này, Mục Tiểu Đao đột nhiên nhíu chặt đôi mày, đợi đã. Nhưng mà, những cao thủ ma nhân kia căn bản không đợi, một tên ma nhân xông thẳng đến trước mặt ả ta, sau đó giơ thương đâm vào trán ả ta, thương còn chưa đến gần Mục Tiểu Đao, đầu của ma nhân này đã bay ra ngoài. Mà nơi xa, Diệp Huyên đã đánh ngã hơn 10 ma nhân. Đều là một phát giết chết. Nhìn thấy cảnh này, nhất thời những ma nhân còn lại không dám tiến lên. Trên không trung, người đàn ông trung niên nhíu chặt mày lại, trong mắt hắn ta lộ vẻ ngưng trọng, hai người trước mắt mạnh vượt qua dự liệu của hắn ta. Không có bất kỳ do dự nào, người đàn ông trung niên dứt khoát lấy đá truyền âm ra. Gọi người. Lúc này, Mục Tiểu Đao cách đó không xa đột nhiên nhìn về phía người đàn ông trung niên kia, có phải đầu óc người có vấn đề hay không? Người đàn ông trung niên nhìn về phía Mục Tiểu Đao. Mục Tiểu Đao chỉ vào mình, ngươi đánh ta làm gì? Ta và hắn không phải cùng một bọn. Người đàn ông trung niên nhìn Mục Tiểu Đao, không phải cùng một bọn thì không thể đánh ngươi sao? Diệp Huyên. Mục Tiểu Đao nhìn người đàn ông trung niên, ánh mắt lạnh dần, có phải ngươi thiểu năng trí tuệ hay không? Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Mục Tiểu Đao, loài người đê tiện các ngươi đều đáng chết. Nghe vậy, chân mày Mục Tiểu Đao hơi nhíu lại, loài người đê tiện. Người đàn ông trung niên lạnh lùng nói, chẳng lẽ loài người không đê tiện sao? Mục Tiểu Đao chớp chớp mắt, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên nghiêm mặt nói, bọn họ kỳ thị loài người. Mục Tiểu Đao nhìn về phía người đàn ông trung niên, hơi kinh ngạc, các ngươi kỳ thị loài người. Người đàn ông trung niên cười lạnh, loài người đê tiện, chỉ xứng làm chó cho ma nhân chúng ta. Diệp Huyên lắc đầu. Hắn coi như đã phát hiện ra rồi. Những người này kỳ thị loài người, nghiêm trọng không phải bình thường thôi đâu. Mục Tiểu Đao chợt quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, người vừa giết những ma nhân đó. Diệp Huyên gật đầu. Mục Tiểu Đao giơ ngón cái, làm tốt lắm. Vừa dứt lời, phi đao trong tay ả ta đột nhiên biến mất, ngay sau đó, đầu của người đàn ông trung niên ở phía chân trời bay ra ngoài. Mà những ma nhân khác còn chưa kịp phản ứng, một cái lại một cái đầu đã bay ra ngoài.
chưa đầy một hơi thở, toàn bộ đám người đàn ông trung niên bị giết chết. Nhìn thấy cảnh này, đám người cô gái ma nhân ở nơi khác đều choáng váng. Đây chính là cao thủ quy nhất cảnh đó. Cứ vậy mà bị giết chết rồi sao? Lúc này, Mục Tiểu Đao quay đầu nhìn về phía đám người cô gái ma nhân, sắc mặt đám người cô gái ma nhân lập tức thay đổi dữ dội. Cô gái ma nhân vội vàng nói, các hạ, chúng ta không hề kỳ thị loài người. Mục Tiểu Đao thoáng nhìn cô gái ma nhân, thu hồi phi đao, ả ta nhìn về phía Diệp Huyên, mà lúc này, chân trời nơi xa đột nhiên vỡ ra, ngay sau đó, một đám ma nhân xông đến. Cầm đầu là một ông lão. Khi nhìn thấy những thi thể ma nhân ở đây, ánh mắt ông lão lập tức trở nên lạnh lẽo, ông ta nhìn về phía Mục Tiểu Đao ở nơi xa, ngươi giết. Mục Tiểu Đao gật đầu, cười nói, ta giết, không phục sao. Ông lão nheo mắt lại, ngươi rất ngang ngược. Mục Tiểu Đao cười, lòng bàn tay mở ra, một cây phi đao đột nhiên xuất hiện trong tay ả ta, ngay sau đó, phi đao chợt bay ra. Chân trời, đồng tử ông lão kia bỗng nhiên co rụt lại, ông ta chợt tung ra một cú đấm. Cú đấm vừa rơi xuống, không gian trước mặt ông ta biến thành một cái lỗ khổng lồ. Nhưng mà, trước mắt ông ta là ai? Chính là Mục Tiểu Đao. Phi đao chém xuyên qua chân trời. Vèo. Thân thể ông lão lập tức bị phi đao chém thành hai nửa, máu tươi rơi xuống đất. Phi đao cũng không biến mất, sau khi dạo một vòng nơi chân trời, những ma nhân ở chân trời lập tức bị giết chết. Căn bản không có thực lực để đánh lại. Đám người cô gái ma nhân ở bên này thấy mà hãi hùng khiếp vía, hai con người trước mắt thật sự quá khủng khiếp. Mục Tiểu Đao mở lòng bàn tay ra, phi đao trở lại trong tay ả ta. Ả ta nhìn về phía Diệp Huyên cách đó không xa, Diệp Huyên cười ngượng ngập, loài người không đánh loài người. Mục Tiểu Đao nhìn Diệp Huyên, ả ta mở lòng bàn tay ra, phi đao xuất hiện, nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên nheo mắt, vội vàng nói, tạm dừng trước đã. Mục Tiểu Đao chớp chớp mắt, ngươi là muốn lừa phỉnh ta sao? Diệp Huyên trầm giọng nói, có thể cho ta làm xong một chuyện rồi chúng ta lại đánh không? Mục Tiểu Đao suy nghĩ. Sau đó nói, ngươi nói. Diệp Huyên nhìn Lâm Viêm và cô bé ở cách đó không xa, nói ta muốn đưa bọn họ đến nhân giới, bọn họ ở lại nơi này thật sự rất nguy hiểm. Mục Tiểu Đao thoáng nhìn Lâm Viêm và cô bé, ả ta mỉm cười, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ đưa bọn họ đến nhân giới giúp ngươi. Nói xong, ả ta muốn ra tay, Diệp Huyên chợt nói, nếu như ngươi thật sự muốn thế, vậy ta phải phóng thích kiếm khí trong cơ thể ta rồi. Đó là kiếm khí người đàn ông áo xanh kia để lại. Kiếm khí. Nghe vậy, Mục Tiểu Đao chợt dừng lại, ả ta liếc nhìn Diệp Huyên, trong cơ thể ngươi có kiếm khí. Diệp Huyên cười nói, ngươi có thể tự cảm nhận. Mục Tiểu Đao nhìn Diệp Huyên, dần dần, sắc mặt ả ta trở nên ngưng trọng. Thật sự có. Diệp Huyên cười nói, Mục cô nương, mặc dù bây giờ tu vi của ta bị phong ấn, nhưng mà... Nếu như ta phóng thích sợi kiếm khí bảo mệnh này ra, ngươi, hắc hắc. Mục Tiểu Đao im lặng một lát, sau đó ả ta bỗng nhiên cười nói, Mục Tiểu Đao ta cũng không phải người không nói đạo lý, ngươi đưa hai loài người này đến nhân giới, nói thế nào thì cũng là làm việc tốt, sao ta có thể ngăn cản chứ? Đi, ta đi cùng các ngươi. Diệp Huyên. Mục Tiểu Đao chớp chớp mắt, có đi hay không? Diệp Huyên nhàn nhạt nói, khi ngươi đến đã làm hỏng hết truyền tống trận rồi. Bây giờ không cách nào đi cả. Mục Tiểu Đao quay đầu liếc nhìn, những truyền tống trận phía sau ả ta đều đã bị phá hủy. Lúc này, cô gái ma nhân ở nơi xa đột nhiên nói ra, hai vị có thể tạng thiên thành, nơi đó cũng có truyền tống trận, có thể truyền tống đến xung quanh nhân giới. Diệp Huyên nhìn về phía cô gái ma nhân, tạng thiên thành. Cô gái ma nhân gật đầu, đúng vậy, ngay ở mấy trăm dặm phía trước. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, cảm ơn. Nói xong, hắn nhìn về phía Mục Tiểu Đao, đi thôi. Ngay sau đó, mấy người tiếp tục lên đường. Cô gái ma nhân nhìn bóng lưng đám người Diệp Huyên phía xa xa, khẽ nói, đoạn đường này của bọn họ, e rằng sẽ không yên bình. Một ông lão ở bên cạnh cô gái ma nhân trầm giọng nói, tiểu thư. Có lẽ hai người này không phải người của ma vực chúng ta. Cô gái ma nhân gật đầu, ta biết. Hai người bọn họ rất ngạc nhiên về chuyện ma nhân kỳ thị loài người, rất rõ ràng, bọn họ là vừa đến nơi này.
Ông lão khẽ gật đầu, nếu đoán không sai, chắc hẳn bên phía ma đô cũng đã biết hai người bọn họ rồi. Cô gái ma nhân thoáng nhìn những thi thể ma nhân ở phía xa xa, những thi thể ma nhân này đều đến từ ma đô. Một lát sau, cô gái ma nhân chợt nói, còn mấy ngày là bí cảnh mở ra rồi, chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng ta quay người rời đi. Thoáng chốc, một đám ma nhân biến mất ở nơi xa. Ngoài thành, bốn người Diệp Huyên đi về phía Tạng Thiên Thành. Dọc đường, Diệp Huyên đột nhiên hỏi, Mục cô nương, có thể hỏi thăm ngươi một chuyện không? Mục Tiểu Đao thản nhiên nói, ngươi là muốn hỏi thăm Tiểu Ách sao? Diệp Huyên gật đầu. Mục Tiểu Đao cười nói, yên tâm, nàng ta sẽ không có chuyện gì. Diệp Huyên nhíu mày, thật sự. Mục Tiểu Đao nhàn nhạt nói, không ai trong thần đình vũ trụ có thể trừng phạt nàng ta, chỉ có pháp tắc tai ách mới có thể trừng phạt nàng ta, mà pháp tắc tai ách sẽ không thật sự làm tổn thương nàng ta, nhưng chắc hẳn sẽ tẩy não nàng ta, vì vậy, ngươi phải cẩn thận. Bởi vì lần sau gặp mặt, có lẽ nàng ta đã bị tẩy não thành công. Diệp Huyên thoáng nhìn Mục Tiểu Đao, ngươi thì sao? Ngươi có bị tẩy não hay không? Mục Tiểu Đao thản nhiên nói, cũng ngày ngày tẩy não cho ta, nhưng mà, ta chỉ nghe thôi. Cái thứ tín ngưỡng này, có thể có, nhưng vẫn phải lý trí, bởi vì rất nhiều người thích dùng tín ngưỡng nô dịch người khác. Dù sao, tín ngưỡng có lợi với ta sẽ tín ngưỡng, không có lợi với ta tín cái lông. Diệp Huyên giơ ngón tay cái, lợi hại. Hắn đột nhiên phát hiện, thật ra Mục Tiểu Đao này là người vừa chính vừa tà, cũng là một người vô cùng không biết xấu hổ. Có lợi với ả ta thì ả ta nhận, không có lợi với ả ta thì ả ta không nhận. Thần đình vũ trụ cũng xui xẻo, thu phải một người như vậy. Lúc này, bỗng nhiên Mục Tiểu Đao nói, ngươi vừa hỏi ta một vấn đề, ta cũng phải hỏi ngươi một vấn đề. Diệp Huyên nói. Mục Tiểu Đao hờ hững nói, người đàn ông áo xanh rất mạnh kia. Y không nói cho ngươi biết vượt qua phàm cảnh như thế nào sao? Sắc mặt Diệp Huyên trở nên kỳ lạ. Mẹ nó! Người phụ nữ này không phải đến giết mình, mà là đến để tìm hiểu tin tức. Vượt qua phàm cảnh. Trong lòng Diệp Huyên hiểu rõ, vẻ mặt bình tĩnh, hỏi lại, Mục cô nương, chẳng lẽ cô vẫn chưa vượt qua phàm cảnh sao? Mục Tiểu Đao thoáng nhìn Diệp Huyên, có vấn đề gì không? Diệp Huyên cười nói, không có ý gì khác. Thực lực của Mục cô nương mạnh mẽ như vậy, đến tận bây giờ, ta vẫn luôn cho rằng cô đã vượt qua phàm cảnh rồi. Sắc mặt Mục Tiểu Đao bình tĩnh, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, y từng nói. Mục Tiểu Đao nhìn về phía Diệp Huyên, phải làm thế nào mới đột phá phàm cảnh. Diệp Huyên cười nói, Mục cô nương, có một chuyện ta rất tò mò, pháp tắc vũ trụ mạnh mẽ như vậy. Theo lý thì chắc hẳn chúng nó sẽ giúp các cô vượt qua phàm cảnh, không phải sao? Mục Tiểu Đao im lặng một lát rồi nói, nếu ta nói với ngươi, ta cũng chưa từng gặp pháp tắc vũ trụ, ngươi tin không? Diệp Huyên nhíu mày, sao có thể? Cô chính là người bảo vệ vũ trụ. Mục Tiểu Đao thản nhiên nói, không chỉ riêng ta, ngoài người bảo vệ vũ trụ Dĩ Tân kia ra thì gần như tất cả người bảo vệ vũ trụ đều chưa từng gặp pháp tắc vũ trụ. Sở dĩ chúng ta trở thành người bảo vệ vũ trụ, chẳng là thông qua một số khảo nghiệm mà thôi, về phần pháp tắc vũ trụ, chưa từng gặp mặt. Diệp Huyên trầm giọng nói, thần bí như vậy sao? Mục Tiểu Đao nhìn về nơi sâu trong tinh không, cực kỳ lâu trước đây, có thể nói pháp tắc vũ trụ có mặt ở khắp mọi nơi, nhưng về sau, khi có người bắt đầu làm trái với pháp tắc vũ trụ biến mất, mà sau khi bọn họ biến mất, cho dù là chúng ta thì cũng không cách nào liên lạc với bọn họ. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, thần đình vũ trụ thì sao? Là thế lực do pháp tắc vũ trụ sáng lập ra sao? Mục Tiểu Đao nói, coi như là vậy. Nhưng mà, thần chủ đời thứ nhất của thần đình vũ trụ, cũng chính là người sáng lập ra thần đình vũ trụ, không ai biết hắn ta là ai. Mà thần chủ của thần đình vũ trụ bây giờ là một người tên là Đế Tân. Diệp Huyên im lặng một lát rồi hỏi, trong thần đình vũ trụ có cao thủ vượt qua phàm cảnh không? Mục Tiểu Đao ngẫm nghĩ, sau đó nói, có rất nhiều. Diệp Huyên, Mục Tiểu Đao ra vẻ giật mình, ồ, hình như sắc mặt ngươi không được tốt cho lắm. Có phải bị bệnh rồi hay không? Diệp Huyên thản nhiên nói, đánh không lại, ta sẽ gọi người,
Nụ cười của Mục Tiểu Đao cứng lại. Diệp Huyên cũng ra vẻ giật mình, Tiểu Đao cô nương, hình như sắc mặt cô cũng không được tốt cho lắm, có phải bị bệnh rồi hay không? Nào, mau cởi quần áo ra, ta xem bệnh cho cô. Mục Tiểu Đao mở lòng bàn tay ra, phi đao xuất hiện trong tay ả ta. Ả ta miệng cười mà mắt không cười nhìn Diệp Huyên, muốn xem hay không? Diệp Huyên nghiêm mặt nói, xem ra bệnh của Tiểu Đao cô nương khỏi rồi. Không xem nữa. Mục Tiểu Đao liếc nhìn Diệp Huyên, có muốn biết mấy người mạnh nhất thần đình vũ trụ hay không? Diệp Huyên vội vàng hỏi, ai? Mục Tiểu Đao cười nói, Đế Tân, và cả võ kha của Điện Thiên Vương. Đế Tân, rất lâu trước đây ta từng gặp một lần. Là một người khiến ta cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Thế gian này, người có thể khiến ta cảm thấy cực kỳ nguy hiểm là vô cùng ít. Diệp Huyên lại hỏi, vậy võ kha thì sao? Mục Tiểu Đao nói, nàng ta là người của Điện Thiên Vương, là điện chủ của điện thứ nhất bên dưới thần đình, quản lý 72 thiên vương. Nghe nói, với thực lực của nàng ta, sớm đã có thể tiến vào hàng ngũ thần vị bên trong thần đình, cũng được pháp tắc vũ trụ ban chữ giống một người khác. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì, nàng ta không tiến vào thần đình, mà luôn đợi ở Điện Thiên Vương. Nhưng mà, đã từng có một vị cao thủ siêu cấp trong thần đình giao đấu với nàng ta, bị nàng ta đánh bại trong 10 chiêu. Mà rất lâu trước đó, vị cao thủ kia đã vượt qua phàm cảnh rồi. Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó hỏi tiếp, còn một người nữa thì sao? Mục Tiểu Đao thản nhiên nói, thần quan đại nhân, mệnh danh người đứng thứ nhất bên dưới pháp tắc. Cũng chính là một người khác mà ta vừa nói ở trên, hắn ta quản lý 36 vị cổ thần và điện U Linh thần bí. Diệp Huyên trầm giọng nói, cô nói là những người này đều không đến đại chiến trước đó, phải không? Mục Tiểu Đao gật đầu. Diệp Huyên hơi không hiểu, vì sao không đến? Mục Tiểu Đao thoáng nhìn Diệp Huyên, ngươi không phải mục tiêu duy nhất của thần đình vũ trụ. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, ý gì? Mục Tiểu Đao khẽ nói, trong vũ trụ bao la này, thần đình vũ trụ vẫn có một số đối thủ, những đối thủ này đều là những người không tuân theo trật tự vũ trụ, một số người còn muốn lật đổ thần đình vũ trụ. Diệp Huyên chớp chớp mắt, lật đổ thần đình vũ trụ. Mục Tiểu Đao gật đầu, ví dụ như, một số người muốn được bất tử, thực lực của những người này đều cực kỳ mạnh mẽ, bọn họ muốn làm trái pháp tắc vũ trụ, giành được bất tử, mà loại người này chính là mục tiêu mà thần đình vũ trụ nhằm vào. Trừ cái đó ra, còn có một số người thực lực cực kỳ mạnh mẽ, bọn họ muốn tiến vào luân hồi trùng sinh, mà loại người này cũng là mục tiêu mà thần đình vũ trụ nhằm vào. Theo ta được biết, bây giờ có hai thế lực khiến thần đình vũ trụ khá là đau đầu. Diệp Huyên hỏi, hai thế lực nào? Mục Tiểu Đao nói, Thiên Phủ và Điện U Minh. Điện U Minh. Diệp Huyên kinh ngạc nói, cô nói là Điện U Minh. Mục Tiểu Đao thoáng nhìn Diệp Huyên, biết. Diệp Huyên gật đầu, trong lòng vô cùng chấn động. Hắn không ngờ, Điện U Minh của gì cả sớm đã căng thẳng với thần đình vũ trụ rồi. Mục Tiểu Đao lại nói, ngoài hai thế lực siêu cấp này, trong thần đình vũ trụ còn có một bảng truy nã, gọi là bảng truy nã vũ trụ, 10 vị trí đầu trên bảng đều là những người hết sức khủng bố. Theo ta được biết, 3 vị trí đầu trên bảng truy nã này đều là cao thủ cực kỳ khủng bố, là loại nhân vật có thể khiến thần đình vũ trụ cực kỳ đau đầu. Diệp Huyên trừng mắt nhìn, thật sao? Mục Tiểu Đao gật đầu, trước đó thần đình vũ trụ không coi trọng ngươi, đó là bởi vì bọn họ phải đối phó với người mạnh mẽ hơn. Nhưng mà bây giờ, chắc chắn thần đình đã coi trọng ngươi. Mà ngươi, cũng đã tiến vào bảng truy nã vũ trụ rồi. Diệp Huyên hơi tò mò, ta xếp thứ mấy trên bảng? Mục Tiểu Đao thản nhiên nói, 36. Mẹ nó! Diệp Huyên đột nhiên nhảy dựng lên. Tức giận nói, ta chỉ xếp thứ 36. Ta chỉ xếp thứ 36. Mục Tiểu Đao thoáng nhìn Diệp Huyên, sao vậy, thấp à? Diệp Huyên chỉ vào chính mình, không thể hiểu nổi, ta lợi hại như vậy mà mới chỉ xếp thứ 36. Mục Tiểu Đao thản nhiên nói, người lợi hại, nghĩ một lát, nếu như không có bất tử đế tộc và người đàn ông áo xanh kia giúp ngươi, ngươi còn lợi hại sao? Diệp Huyên im lặng. Mục Tiểu Đao nhàn nhạt nói, không có bọn họ giúp ngươi, một mình ta là có thể giải quyết ngươi rồi. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, hay là chúng ta đổi đề tài đi. Mục Tiểu Đao. Diệp Huyên lắc đầu cười một tiếng, thật ra,
hắn cũng biết thực lực của mình không đủ, nhưng mà, hắn cũng uất ức lắm chứ. Vừa đạt đến phàm cảnh, vốn cho rằng có thể tinh tướng được rồi. Nhưng không ngờ, hay lắm, trực tiếp xuất hiện một đám phàm cảnh đến đánh hắn, hơn nữa, bây giờ ngay cả trên phàm cảnh cũng xuất hiện rồi. Hắn cũng không muốn gọi người, muốn dựa vào chính mình, sau đó một người một kiếm giết đến thần đình vũ trụ, hô to một tiếng, ông đây muốn chết. Nhưng thực lực không cho phép. Lúc này, Mục Tiểu Đao lại nói, nhưng bây giờ ngươi phải cẩn thận. Bởi vì thần đình vũ trụ đã bắt đầu coi trọng ngươi. Nếu như ta đoán không nhầm, chắc hẳn người của bọn họ đã đi tìm ngươi rồi. Diệp Huyên. Mục Tiểu Đao lại đột nhiên nói, ngươi hỏi ta nhiều vấn đề như vậy, bây giờ đổi thành ta hỏi ngươi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 139.